súng pháo cùng pháp thuật tranh phong, hung thú cùng cự hạm giằng co. Triệu thần bị kim quan thần bí cuốn theo ngoài ý muốn đi tới huyền thiên thế giới bị rất nhiều tồn tại không thể gọi tên ăn mòn, bắt đầu từ thương nhân du lịch, bước lên hành trình tự cứu thậm chí cứu thế. Bài này biệt danh còn gọi, có tiền có thể xử quỷ thôi mại, đổi mới thời gian. Giữa trưa 12 giờ một chương, tối 6 giờ một chương, mỗi ngày hai canh, từ khóa tiểu thuyết. Quỷ tiên từ lữ hành thương nhân bắt đầu không đạn cửa sổ, quỷ tiên. Từ lữ hành thương nhân bắt đầu TXT toàn tập đao loạt, quỷ tiên. Từ lữ hành thương nhân bắt đầu chương mới nhất đọc. Chương 1 Luận võ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Luận võ ở trong hư không vô tận, trôi nổi một tòa thế giới khổng lồ mà giàu có sinh cơ. Bên ngoài có một tầng mỏng manh màu xám sương mù chiếm cứ, đem toàn bộ thế giới bao vây lại tựa như một quả trứng gà chỉ là ở trứng gà mặt ngoài xuất hiện từng đạo dài ngắn không đồng nhất thật nhỏ khe nước dày đặc tê dại giăng khắp nơi mà đủ loại không cách nào hình dung không cách nào miêu tả thậm chí liếc mắt một cái sẽ khiến sinh vật trí tuệ lâm vào điên cuồng đáng sợ sự vật đang bao vây thế giới này thử đem ô nhiễm cùng xuất tu của chúng nó thông qua khe hở sương mù màu xám hướng trong thế giới thẩm thấu trong chúng có huyết quang bao phủ, quang cầu khổng lồ tự như tinh thể, có vô số xúc tu kéo dài ra, không ngừng đâm vào khoảng cách sương mù màu xám tro. Thậm chí còn có chiều dài so với thế giới hai cực khoảng cách còn muốn dài ra mấy lần ngân bạch đại xa. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng bỗng nhiên từ sâu trong hư không trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt liền phá tan phong tỏa của những sự vật đáng sợ kia. Mà triệu thần bị kim quang cuốn theo chỉ là tùy ý thoáng nhìn cũng cảm giác được tinh thần của mình trở nên cực kỳ thác loạn, vô số ý nghĩ trong đầu đồng loạt hiện lên, phản phất muốn đem hắn xé rách, làm hắn vốn đã đần độn trong nháy mắt liền mất đi ý thức trong thống khổ. Sau một khắc, đạo kim quang trói buộc linh hồn hắn lại tăng tốc, tránh được xúc tu vương tới, sóng biển vọt tới, cùng với huyết quang chiếu tới, trực tiếp chui vào trong khe nước sương mù màu xám. Năm quan hòa thứ 13, tháng 3 năm 8113 theo lịch đại hạ. Cam Châu Ngọc Môn Quận, Băng Tuyền Trấn, trong một gian sương phòng hậu viện của Kim Tiêu Vũ Quán. Văn, tới, đến, kịp. Sức chưa đạt tới, thẹn mình không theo kịp, thừa lúc, nhân dịp, thừa lúc, nhân dịp, bắt, bắt bớ. Đại bổ, đại bư, bắt, bắt bớ. Bắt bỏ tù. Tôi lại mơ thấy mình ở trong vũ trụ, nhìn thấy một đống đồ chơi đáng sợ không thể gọi tên. Chẳng lẽ là gần đây khắc tô lỗ văn xem nhiều? Hay là tôi đã thực sự có một giấc mơ la lây? Có thể là trong mộng chứng kiến quá mức chân thật, tinh thần xé rách thống khổ kia cũng làm cho ký ức triệu thần hãy còn mới mẻ, cho nên hắn ngồi yên hồi lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Ước chừng hơn 10 phút sau, suy nghĩ của triệu thần cuối cùng mới trở về bình thường, hắn không khỏi tự giễu cười, trong lòng suy nghĩ. Ta vừa rồi cũng là choáng váng. Cứ nhiên thật sự hoài nghi mình mộng du, la la gia. Cái này nếu để cho tiểu lưu mấy người kia biết, nhất định phải cười ta, nói ta cái tuổi này còn như vậy ngay thơ chất phát. Huống chi, nếu thật sự nhìn thẳng ta thần như trong mộng, lúc này ta sợ là đã sớm thành quái vật rồi. Ai, ta còn đang ảo tưởng mù quáng, đều do giấc mộng vừa rồi quá chân thật. Hả? Ta giống như đã không nhớ rõ vừa rồi trong mộng nhìn thấy cái gì. Chỉ nhớ rất đáng sợ, rất làm cho người ta sụp đổ. Quên đi mộng thôi đều là như thế tỉnh liền không nhớ được hơi lắc đầu triệu thần quét mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh chuẩn bị xác nhận vị trí của mình một chút dù sao cùng với suy nghĩ bình thường trở về hắn cũng nhớ tới trước khi ngủ mình đang tham gia tiệc cưới của một người bạn ta đây là đang giúp tân lan chắn rượu lúc uống đứt miếng a vừa nghĩ tới đây triệu thần liền sửng sốt lần nữa bởi vì cảnh tượng đập vào mắt hắn có chút vượt quá tưởng tượng của hắn đây là một căn phòng cổ kính, bốn phía đều là đồ dùng bằng gỗ và trang trí, trên tường đối diện treo một bức tranh thủy mặc, Triệu Thần chỉ liếc mắt một cái đã phán đoán ra trong tranh miêu tả chính là câu chuyện Đại Vũ trị thủy. Đây là đâu? Sau khi tôi say, họ thuê cho tôi một phòng khách sạn phong cách cổ điển. Hay là có ai cố ý chỉnh cổ tôi, ném tôi vào một trạp chiếu phim nào đó. Trong lúc suy nghĩ chuyển động, Triệu Thần cảm giác được sự tình có chút không đúng dù sao lấy nhãn lực cùng kiến thức của hắn, cho dù chỉ là nhìn sơ qua vài lần, cũng có thể phán đoán ra bộ vũ vương trị thủy độ trên tường hình thần gồm nhiều mặt, họa công rất cao, tất nhiên xuất phát từ tay danh gia, cũng không phải tiêu chuẩn nên có của một khu thắng cảnh, lữ quán, thậm chí là ảnh thành. Chẳng lẽ chuyện vừa rồi nhìn thấy trong mộng là thật? Ta bị một đạo kim quang mang theo, tiến vào một thế giới bi thảm bị vây quanh không thể gọi tên. Nghĩ đến đây, trong lòng triệu thần lại có bảy phần sợ hãi hai phần không dám tin cùng với một phần không hiểu hưng phấn hắn vốn là một người thích tìm kiếm sự vật không biết bằng không lúc trước đại học cũng sẽ không cố ý lựa chọn chuyên ngành khảo cổ triệu thần hít sâu mấy hơi làm cho trái tim đang đập cực nhanh của mình chậm rãi vững vàng trở lại sau đó liền đứng lên bước nhanh đến trước bàn dưới vũ vương trị thủy đô không khỏi thật sự có người đang cố ý chỉnh cổ mình hắn còn cần càng nhiều chứng cứ để tiến hành chứng cứ mà tờ giấy tuyên thành trên mặt bạn còn chưa hoàn toàn khô ráo kia có thể để lộ ra rất nhiều nội dung tầm mắt dời xuống chỉ thấy trên tờ giấy tuyên thành kia dùng một loại chữ mà nghiên cứu sinh chuyên ngành khảo cổ triệu thần chưa từng thấy qua viết một câu thơ kiếm trảm nghiệt long sơ đập tắt phủ bổ tương liễu chấn thương khung sát khí đập vào mặt lực thấu lưng giấy câu chữ hay càng tốt chỉ là Tuy rằng kiểu chữ này không thuộc về bất kỳ loại nào trong nhận thức của ta, nhưng không hề nghi ngờ là chữ Hán. Hơn nữa vũ vương trong tranh, chẳng lẽ ta không xuyên qua, là có một vị đại tông sư thư họa tự nghĩ ra kiểu chữ và kỹ xảo ưu mỹ đang đùa giỡn với ta. Cũng không có đạo lý này a. À? Triệu Thần nhíu mày, đang nghi hoặc thì khóe mắt dư quang bỗng nhiên quét tới cửa phòng trong phòng này, phát hiện cánh cửa kia cũng không có liên quan, từ khe cửa nhìn qua vừa vặn có thể nhìn thấy một mặt gương toàn thân gương soi cửa từ góc độ phong thủy mà nói đây cũng không phải là kết cấu tốt gì tiêu phúc tăng ách a à. tuy rằng phong thủy học cũng không phải là chương trình học bắt buộc của chuyên ngành khảo cổ nhưng triệu thần vốn cảm thấy hứng thú với phương diện này ít nhiều vẫn hiểu một chút bất quá hắn lúc này không rảnh đi suy nghĩ nhiều vấn đề phong thủy cục mà là trong lòng khẽ động tiếp theo bước nhanh đi vào bên trong đem ánh mắt hướng về phía mình trong gương. Toàn thân trong gương chiếu rọi ra chính là một cái chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên, thân hình thon dài, cân xứng, vóc dáng không tính thấp, ít nhất có một mét bảy trở lên. Màu da hơi trắng, ngũ quan lập thể thâm thúy, nhìn qua tinh xảo mà ưu nhã, chỉ là trắng hơi rộng một chút, nhưng không giảm đẹp trai. Ngay khi triệu thần ngưng mắt nhìn thiếu niên tuổi tác hoàn toàn không khớp với mình trong gương, trong đầu hắn lại bỗng nhiên vang lên một tiếng hò hét điều tra rõ chân tướng cái chết của ta giúp ta báo thù thanh âm này như khóc như tố quanh quẩn hồi lâu mới tản đi ta quả nhiên là xuyên qua xuyên qua đến một cái vừa tử vong thiếu niên trên người hơn nữa ta mơ hồ có chút cảm giác chỉ có hoàn thành chấp niệm cuối cùng của thiếu niên kia mới có thể chân chính tiếp thu thân phận của hắn đạt được ký ức hoàn chỉnh của hắn triệu thần lần nữa hít sâu mấy hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại chuẩn bị thừa dịp không có người ngoài ở trong phòng này tìm kiếm thêm một phen giúp tiền thân tìm được chân tướng tử vong vẫn là thứ yếu việc cấp bách là xác định thân phận tình cảnh của thân thể này cùng với làm một kiện vũ khí tiện tay dù sao hung thủ giết chết nguyên thân rất có thể còn ở phụ cận ai biết đối phương có thể lại đến một lần nữa hay không mà vừa rồi soi gương lúc triệu thần cũng cẩn thận kiểm tra một chút hiện tại thân thể này không phát hiện có cái gì ngoại thương hung thủ giết chết hắn phương pháp có thể là hạ độc. Đương nhiên, cũng có thể là một ít thủ đoạn quỷ dị ta không biết. Triệu thần hồi tưởng lại cảnh tượng không thể gọi tên trong mộng lúc trước, trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Lúc này, cửa phòng ngoài bị đẩy ra, ngay sau đó một thiếu niên tuổi tác sắp xỉ triệu thần, dáng người thấp bé, ngũ quan coi như chu chính bưng một ấm trà đi vào. Thấy vậy, trong lòng triệu thần cả kinh, vội vàng cầm cái chặn giấy hình sư tử trên bàn lên mà nhìn thấy triệu thần trước gương toàn thân trong phòng trên mặt thiếu niên kia lại lộ ra vẻ vui sướng cao hứng kêu lên nhị thiếu gia ngài cuối cùng cũng tỉnh buổi sáng ngài đứng trên cọc bị cảm nắng té xỉu nhưng làm ta sợ hãi tuy rằng vị phùng sư huynh kia của ngài nói ngài không có gì đáng ngại nhưng gần đây ngài xảy ra đủ loại tình huống nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta sợ là sẽ bị lão gia và phu nhân đánh chết Hắn vừa nhanh nhẹn rót ly nước trà đưa tới trước người Triệu Thần, vừa lẩm bẩm âm âm. Triệu Thần theo bản năng tiếp nhận chén trà đồng thời, trước mắt thiếu niên này tin tức cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Phong Khúc, 13 tuổi, phụ thân giao cho gã sai vặt của ta, năng lực làm việc không tệ, chỉ là miệng quá nhỏ. Thì ra là thế, xem ra khi tôi nhìn thấy một số người hoặc vật quen thuộc với nguyên chủ cơ thể, vẫn có thể nhận được một chút ký ức liên quan. Triệu thần như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó bất động thanh sắc dò hỏi. Bên ngoài thế nào rồi? Vừa rồi lúc cánh cửa đóng chặt không phát hiện, nhưng lúc phong khúc đẩy cửa vào nhà, đã có tiếng ồn ào, tiếng đánh trống truyền đến, hơn nữa bên cạnh thiếu gia bị cảm nắng, ngất xỉu cũng không có ai chăm sóc, cho nên triệu thần phán đoán trong nhà này chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì. Mà hung thủ có thể chính là nhân cơ hội này đối với nguyên thân dưới tay. Nếu quả thật là như thế, vậy chứng tỏ hung thủ cũng không dám quan minh chính đại giết ta triệu thần lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm chỉ thấy đôi lông mày thô của phong khúc nhướng lên cao hứng phấn chấn nói đúng rồi nhị thiếu gia ngài chỉ sợ còn không biết là có người đang khiêu chiến sư phụ của ngài hiện tại hoàng quán chủ đang cùng đối phương ký kết giấy sinh tử lập tức sẽ động thủ sư phụ ta hoàng quán chủ không có ký ức liên quan a à, xem ra hoặc là nguyên chủ cùng sư phụ này không thân cận, hoặc là phải nhìn thấy người mới có thể kích hoạt hồi tưởng. Tâm tư chuyển động đồng thời, triệu thần lần nữa dò hỏi. Là người nào đang khiêu chiến sư phụ? Là người của xích kim trấn xa xà bang, bọn họ trước đây vẫn luôn là bại tướng dưới tay hoàng quán chủ, lần này có thể là tìm được một cao thủ, mới muốn khiêu chiến địa vị của hoàng lão quán chủ lần nữa. Về phần đối phương tìm tới cụ thể là người nào, khiêu chiến thành công sau đó có chỗ tốt nào, thân là gã sai vặt phong khúc liền nói không rõ ràng, chỉ vẫn toái toái nhớ tiền viện bên kia có bao nhiêu náo nhiệt, vài cái trong trấn có uy tín nhân vật đều trình diện vân vân. Dù sao hắn đọc sách không nhiều lắm, tuổi lại nhỏ, không có phần kiến thức kia. Nghe vậy, triệu thần suy nghĩ một chút liền buông chén trà trong tay xuống, nói đơn giản với phong khúc. Dẫn ta đi tiền viện. Hắn không dám nói thêm gì dưới tình huống không biết thói quen nguyên thân nói càng nhiều càng dễ lộ ra sơ hở phong khúc nghe vậy sửng sốt uyển chuyển khuyên nhủ nhưng thiếu gia thân thể ngài còn chưa tốt hơn nữa ngài mới bái sư hai ngày không cần phải trói chung với võ quán kim tiêu hiện tại đi ra ngoài hoàng lão quán chủ vạn nhất thua thiếu gia cùng triệu gia cũng sẽ mất mặt không phải sao triệu thần liếc hắn một cái giọng nói nặng nề lần nữa nói dẫn đường cho ta hắn sở dĩ kiên trì đi xem luận võ, thứ nhất là bởi vì tiền viện nhiều người, ý tứ trong thính phong khúc còn có không ít võ lâm nhân sĩ, hung thủ không biết kia sợ là không dám động thủ trước mặt mọi người, hệ số an toàn tương đối cao. Thứ hai là bởi vì hắn đối với võ công đời này cảm thấy rất hứng thú, muốn tận mắt thấy một chút trốt cuộc là bộ dáng gì. Dù sao nếu như mộng bên trong chứng kiến là thật, vậy thế giới này chỉ sợ rất nguy hiểm có thể tăng cường thực lực phương pháp mới là chính mình lập thân gốc trễ. Bên kia, gã sai vặt phong khúc chỉ cảm thấy nhị thiếu gia nhà mình hôm nay đặc biệt nghiêm túc, cũng không dám khuyên nhủ nữa, vội vàng lên tiếng vân, sau đó liền xoay người mở cửa, dẫn triệu thần đi về phía tiền viện. Kim tiêu võ quán là một tòa nhà lớn ba vào ba ra, phong cách điển hình của hoa hạ, chỉ là trên mái hiên một ít hoa văn cùng thần thú trang trí triệu thần cũng chưa từng thấy qua, hẳn là đời này đặc sản đi theo sau gã sai vặt phong khúc, triệu thần vượt qua hai đạo nguyệt lượng môn mới tiến vào tiền viện. Viện này chiếm diện tích chừng hai mẫu đất, toàn bộ dùng cát trắng trải thành, vừa bằng phẳng lại trân bóng. Sương phòng hai bên sân mở rộng, các đệ tử của Kim Tiêu Võ Quán ngồi xuống ở Đông Sương, mà Tây Sương thì để lại cho Sa xà Bang khởi xướng khiêu chiến. Trước cửa chính sảnh phía bắc sân đặt song song mấy cái ghế thái sư, phía trên có mấy cái mà phong khúc khẩu đã nhắc tới, cái gọi là đại nhân vật đến làm chứng luận võ mặt khác trên tường viện bốn phía còn có không ít người nhàn rỗi đến xem náo nhiệt nhìn thấy hai người triệu thần vào sân một tráng hán dáng người khôi ngô vai rộng lưng rộng mặc trang phục luyện công màu đen lập tức nghênh đón cũng đưa bọn họ vào trong sương phòng phía đông mà trong đầu triệu thần cũng xuất hiện tin tức tráng hán này phùng thương đệ tử chính thức của quán chủ đứng hàng thứ ba cái này tám phần chính là phong khúc trong miệng vị kia phùng sư huynh. Trình độ hẳn là không cao, dù sao hắn cũng không nhìn ra nguyên thân đã chết, còn nói là bị cảm nắng. Ba tháng trời ở đâu ra lớn như vậy, nóng. Thời điểm triệu thần chăm chọc trong lòng, hai người sắp luận võ đã ký xong công văn sinh tử, sau đó lần lượt đi tới giữa sân, đứng ở vị trí cách nhau 15-16 mét. Trong đó một bên thoạt nhìn trên dưới 50 tuổi, bả vai rộng, eo nhỏ, thân hình cao lớn chính là sư phụ thân thể triệu thần quán chủ hoàng hiển quân của kim tiêu võ quán mà bên kia thân cao chừng một mét chín xương gò má cao đỉnh đầu nhọn mũi nhọn giống như hai đầu đạn đang vào nhau chợt nhìn làm cho người ta có cảm giác gầy như que củi nhưng trên thực tế cơ bắp cân xứng rất có sức mạnh hắn mặc áo vàng một tay che trước ngực một tay đặt bên hông thân thể cũng cong lên không có lễ tiết và đối thoại dư thừa theo tiếng trống kết thúc, hai người đồng thời có động tác. Chỉ thấy hoàng quán chủ của Kim Tiêu võ quán lúc trái lúc phải, thân hình liên tục biến ảo, vẻn vẹn một giây đã vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, lấn tới trước người nam tử áo vàng, cũng bay lên một cước đá vào đầu đối phương. Mà bước chân của nam tử áo vàng mặc dù không nhúc nhích, nhưng nửa người trên lại phản phất như không có xương cốt, làm ra một động tác cực kỳ vặn vẹo tránh được một cước sắc bén của quán chủ. Cùng lúc đó, nương theo phanh 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 ba cái liên tục tiếng vang hoàng hiển quân quán chủ giống như bị trọng y đánh trúng rời khỏi bảy tám thước xa mới có thể ổn định thân hình bất quá vai trái của hắn vị trí rõ ràng bị trọng thương máu tươi không ngừng tuôn ra nhùm đỏ trên người hắn màu trắng luyện công phục thấy vậy nam tử áo vàng cũng không thừa thắng xông lên mà rút khẩu súng lục ổ quay màu đen bốc khói thuốc súng từ bên hông ra ngắm về phía quán chủ hai người một lần nữa giằng co một phen giao thủ này rất nhanh nhẹn, thẳng đến khi hoàng quán chủ bước ra mà lui, phía tây sương cùng các khán giả trên đầu tường mới phục hồi tinh thần, tiện đà vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi liên tiếp. Lợi hại Cổ chính minh danh bất hư truyền Hoàng lão quán chủ gặp nguy hiểm rồi Hắc, tay trái tiêu nhưng là hoàng lão thất phu thành danh tuyệt kỹ Hiện tại phế đi cánh tay trái, ta xem hắn làm sao thắng Ai, bộ pháp của hoàng lão quán chủ kỳ thật cực kỳ khắc chế hỏa súng, súng sĩ trước kia cho dù bắn xong năm phát đạn cũng không thể chạm tới bên cạnh hoàng lão. Nhưng vị hoàng sam súng sĩ này lại là cao nhân to gan, lại để mặt hoàng lão cận thân, lại gần hơn ba phát bắn. Thật là can đảm, thật khí phách. Nghe đồn, hoàng sam súng sĩ, sư tử Đại Mạc Phi ưng, Yến Tam Hiệp đã học được thần ưng súng đấu thuật của đối phương. a à, Yến Tam Hiệp là cao thủ luyện ra cửu khiếu, chỉ kém một bước là có thể thành tựu cảnh giới pháp lực, làm sao có thể thu một người ngay cả chân khí cũng không thành làm đồ đệ. Sa xà Bang cũng có năng lực, lại có thể tìm được một cao thủ khiêu chiến Hoàng lão. Theo các loại tiếng nghị luận truyền vào trong tai, Triệu thần lại có chút há hốc mồm, bởi vì cái này cùng hiệp khách luận võ trong tưởng tượng của hắn có chút không giống nhau a. À? Chẳng lẽ Mỹ cư hòa mới là phong cách chủ lưu của thế giới này? Hơn nữa, ngay cả súng lục ổ quay cũng có khoa học kỹ thuật của thế giới này hình như không lạc hậu như tôi nghĩ. Hết chương này. Chương 2 Lữ hành thương nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Du lịch thương nhân sau khi chăm chọc, triệu thần cũng có chút kinh ngạc với thực lực mà hai vị võ lâm cao thủ biểu hiện ra. Phải biết rằng, vô luận là hoàng sam súng sĩ, triển lộ quỷ dị tính dẻo dai, hay là tiện nghi sư phụ trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, cùng với tránh né đạn tích tụ bắn thân pháp đều không phải người bình thường có thể làm được biểu hiện của bọn họ đã có thể so với kỳ hiệp trong thần kịch kháng chiến triệu thần cảm khái đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tiên nghi hoặc đó chính là sử dụng bánh xe trái chẳng lẽ không phạm quy sao khi thi đấu còn có thể sử dụng súng ống sao hắn suy nghĩ một chút nhìn về phía phùng sư huynh dáng người khôi ngô bên cạnh cần nhắc đến tư thái có chút khách khí của đối phương khi tiếp dẫn mình tiến vào sương phòng phía đông, thử do hỏi sư huynh lúc luận võ có thể sử dụng bánh trái, hỏa súng xoay không? thấy hỏi, phùng thương từ sau khi hoàng sư phụ trúng đạn liền toát ra vẻ lo lắng nhíu mày, nhưng có lẽ là biết sư đệ mới nhập môn hai ngày này đối với rất nhiều chuyện cũng không biết, hoặc có lẽ là muốn giải tỏa tâm tình khẩn trương của mình, cho nên vẫn trả lời hỏa súng là một loại vũ khí đương nhiên có thể sử dụng trong luận võ. Bản thân vũ khí lợi hại cũng là một phần thực lực của võ giả, nếu hỏa súng đều bị cấm, vậy ám khí, nỏ cơ còn lại có phải cũng bị cấm hay không? Có một số môn phái chuyên môn lấy những thứ này làm thủ đoạn tấn công chủ yếu. Nói tới đây hắn dừng lại, phản phất tìm về một chút lòng tin, lại tiếp tục nói, mặt khác, sư đệ ngươi đã quên sao? Điều này tôi biết, hoàng sư phụ là cái gọi là nhất tiêu chấn xích kim mà biệt danh này ban đầu nghe rất vang dội nhưng cái gọi là xích kim cũng chính là chỉ chung quanh xích kim sơn băng tuyền trấn xích kim trấn cùng kim loan hương này hai trấn một xã cùng với thuộc hạ mười mấy thôn trang mà thôi triệu thần vừa sửa sang lại tin tức có liên quan đến sư phụ hoàng hiển quân vừa mới xuất hiện trong đầu vừa phun tạo trong lòng đúng lúc này hoàng cổ hai người đã trải qua dặn con ngắn ngủi ở giữa sân cũng đều tự phi thân nhằm phía đối phương, bắt đầu cận thân chém giết. Chưởng pháp của Hoàng Hiển quân đại khai đại hợp, mỗi chiêu mỗi thức đều lực đạo mười phần. Mà cổ chính minh thân hình dài nhỏ cả người lại tự như cá chạch, trượt không lưu tay, luôn tránh né quyền trưởng của đối phương, nhưng dưới sự áp bách của quyền trưởng đối phương không hề có lực phản kích. Không phải Hoàng Sam súng sĩ, không muốn sử dụng hỏa súng chuyển bánh nữa, mà là sau khi bắn ba phát ở cự ly gần, trong súng của hắn cũng chỉ còn lại hai phát, dưới tình huống không nắm chắc trúng mục tiêu, hắn thà rằng dẫn mà không bắn, dùng cái này liên lụy một phần lực chú ý của Hoàng Sư Phụ. Huống chi, Hoàng Hiển Quân dù sao cũng lớn tuổi, bả vai lại bị thương nặng, tiếp tục hao tổn như vậy đối với cổ chính minh càng có lợi. Về phần hiện trường đổi đạn, đó là hành vi muốn chết trong luận võ cùng cấp độ mà sư phụ tiện nghi của triệu thần hiển nhiên cũng nhận thức được điểm này, cho nên vị lão quán chủ kinh nghiệm phong phú này sau khi chưởng lực tay phải của mình lại một lần nữa thất bại, mượn trong nháy mắt giao thoa với đối phương, bỗng nhiên nâng cánh tay trái bởi vì bị thương không thể hoạt động lên, để cho đầu ngón tay chỉ hướng cổ họng đối thủ. Thấy thế, con ngươi của hoàng sam súng sĩ nhất thời biến thành đôi mắt dựng thẳng màu vàng nhạt, ngay sau đó cái cổ dài nhỏ lại không thể tưởng tượng nổi mà dịch chuyển mấy cm. Sau một khắc, một đạo kim quan mắt thường cơ hồ không cách nào bắt được sát cổ của hắn bắn qua, xông thẳng vào tường viện phía nam sân, ở trên tường đánh ra một cái hố nhỏ. Cùng lúc đó, cổ chính minh rốt cục nắm lấy cơ hội kích phát hỏa súng lần nữa, nhắm ngay đầu và trái tim hoàng hiển quân bắn ra hai viên đạn còn lại trong bánh xe. Sư phụ Hoàng quán chủ Hoàng lão Nhìn thấy tình huống nguy hiểm như vậy, các đệ tử bằng hữu của hoàng quán chủ trong đông sương phòng đồng loạt kinh hô lên tiếng, thậm chí có mấy vị đệ tử thân thủ không tầm thường đã phi thân lên, chuẩn bị tiếp ứng hoàng sư phụ trở về. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, tài chủ quán hoàng hiển quân khẽ động, sau đó liền không để ý thân phận, thuận thế ngã về phía sau, lấy cầu sắt thêm lừa lăn lộn né tránh hai phát đạn ở cự ly gần bắn tới. Bốp! Bốp! Nhìn bụi mù bay lên trên cát trắng, quán chủ hoàng hiển quân vốn định chấn hưng lại, ra tay lần nữa, nhưng thân thể lại cảm thấy trống rỗng, kinh mạch cả người cũng đau đớn kịch liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn, hoàng sam súng sĩ, cách đó không xa thông dông mở bánh xe quay, đè vào bên trong đạn, biết lai lịch của mình đã bị đối thủ hoàn toàn nhìn thấu, tiếp tục dây dưa sẽ chỉ thua thảm hại hơn, thậm chí mất mạng, vì thế không thể không giơ tay lên, cao giọng nói với mấy nhân chứng phía bắc. Ta nhận thua. Theo hắn nói xong, đám xa xà bang trong sương phòng phía tây lập tức quỷ khóc sói tru hoang hô chỉ có ban chủ giả lợi vượng lộ ra nụ cười gắt gao trừng mắt kim tiêu khách hoàng hiển quân trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác mà các đệ tử võ quán trong đông sương phòng đều không thể tin được sư phụ thật sự sẽ thua một hồi lâu sau mới uể oải cúi đầu xuống chỉ có phùng sư huynh coi như trấn định cầm lấy thuốc trị mụn vàng cùng băng vải chạy về phía vị trí sư phụ ngã xuống đất ở giữa sân thấy tình cảnh này Triệu thần quét mắt nhìn các sư huynh đệ xung quanh bởi vì hoàng quán chủ bị thua đã bắt đầu có tâm tư riêng, kết hợp với tình báo vừa mới hiện ra trong đầu có liên quan đến tiện nghi sư phụ, đại khái suy đoán ra nguyên do cùng ảnh hưởng tiếp theo của trận luận võ này. Căn cứ nguyên chủ hiện lên tương quan ký ức, kim tiêu võ quán vị này hoàng hiển quân hoàng sư phụ vốn là xích kim sơn hai trấn một hương 18 trang thế lực giang hồ nhân vật gương mặt, là vùng này dưới lòng đất quy tắc người chủ trì, hưởng thụ rất cao danh dự ban chủ sa xà bang là bại tướng dưới tay hoàng sư phụ không thể không tuân thủ quy tắc ông ta đặt ra bởi vậy mất đi rất nhiều lợi ích vẫn ghi hận trong lòng cho nên hắn không biết dùng thủ đoạn gì mời vị hoàng sam súng sĩ này tới dự định dựa vào vũ lực của người này luận võ đoạt được vị trí hiện tại của hoàng sư phụ một lần nữa lập trật tự dưới lòng đất cũng không biết vị sư phụ tiện nghi này tại sao lại đáp ứng luận võ từng hoặc là sớm có ước định hoặc là bị người bắt được nhược điểm gì đó không thể không ứng chiến mà hiện tại kim tiêu khách thua về sau băng tuyền xích kim kim loan cái gọi là hai trấn một hương giang hồ chính là sa xà bang nói quên đi cũng khó trách hoàng sư phụ những đồ đệ này sẽ có tâm tư riêng nhưng những thứ này hẳn là đều cùng ta ân cùng nguyên chủ quan hệ không lớn mới đúng căn cứ vừa rồi trên đường tới tiền viện tiểu tư trong miệng lấy được tình báo ta thân thể này là bổn trấn một cái phú thương gia nhị công tử, cùng người trong giang hồ cũng không có quá nhiều liên lụy. Suy tư một lát, triệu thần vẫn không có đầu mối gì với hung thủ giết chết nguyên chủ, đành phải từ bỏ. Mà lúc này, kim tiêu khách, hoàng hiển quân đã được phùng sư huynh trợ giúp đơn giản băng bó vết thương trên vai, cũng khôi phục một chút khí lực, lúc này mới chấp tay nói với hoàng sam súng sĩ, cổ chính minh cách đó không xa. Các hạ thân thủ thật tốt không hổ là cao đồ của Đại Mạc Phi ưng. Các hạ hẳn là đã tu thành chân khí, thậm chí luyện mở mắt khiếu, nếu không tất nhiên tránh không khỏi đạo kim tiêu kia của ta. Chính là không biết các hạ nếu đã trở thành tu sĩ, vì sao muốn tới trấn nhỏ hẻo lánh này cùng lão hủ một cái võ giả bình thường khó xử. Hoàng Sam súng sĩ, cổ chính minh không vội trả lời, mà là đem súng hỏa mai đặt trở lại bao súng bên hông trước, lúc này mới lắc lắc đầu tựa như hai viên đạn úp ngược lại nói ta nợ ân tình của xa xà, không thể không đến. Sau khi giải thích đơn giản một câu, hắn chuyển đề tài, nhìn chầm chầm ngón tay trái Hoàng Hiển Quân nói, huống chi, ngài cũng không phải võ giả bình thường gì. Nếu như ta không nhìn lầm, chỉ sợ ngài đã từng là một vị pháp lực cảnh giới tu sĩ, mà cái gọi là kim tiêu, là ngài một đạo bổn mạng pháp thuật. Bất quá, pháp thuật kim tiêu suy bại đến trình độ này, nói rõ pháp lực chân nguyên của ngài đã hoàn toàn phế bỏ chỉ có thể dựa vào khí huyết tinh thần của bản thân mạnh mẽ thúc giục nhưng dù vậy pháp lực cảnh từng có được thần dị cũng giữ lại một ít tu sĩ cảnh giới chân khí bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của ngài vừa rồi ta có thể tránh thoát cũng có chút may mắn hai người dựa theo lệ thường buôn bán thổi lẫn nhau một hồi hoàn toàn không có để ý vừa rồi đều thiếu chút nữa muốn tính mạng đối phương sự thật hơn nữa thanh âm rất lớn hận không thể chung quanh xem náo nhiệt người đều có thể nghe được bình thường pháp lực luyện khiếu tu sĩ võ công của thế giới này quả nhiên không đơn giản như vậy vừa rồi tiện nghi sư phụ tay trái phóng ra đạo kim tiêu kia tuy rằng uy lực không mạnh bằng tả luân nhưng tốc độ xạ kích lại vượt xa đạn bình thường đó chính là pháp thuật sao triệu thần rất muốn nghe bọn họ khoác lác vài câu nhưng đáng tiếc chính là hai vị cao nhân luận võ này đã cùng đại nhân vật còn lại trong trấn cùng nhau tiến vào sảnh chính thương thảo vấn đề phân phối lợi ích. Đang lúc hắn cảm thấy tiếc nuối, gã sai vặt phong khúc bỗng nhiên chạy tới, thở hồng hộc nói. Nhị thiếu gia, lão gia phái người tới truyền lời, bảo ngài hôm nay không nên ở lại võ quán, về nhà sớm một chút. Lão gia, cũng chính là cha thân thể này của ta. Anh ta cũng ở đây à, suy nghĩ chuyển động cực nhanh, triệu thần bất động thanh sắc hỏi. Lão gia, lão gia cũng tới. Phong Khúc nhìn thiếu gia nhà mình một cái, ngữ khí kỳ quái nói: "Lão gia vừa rồi không ngồi ở đó sao?" Nói chuyện đồng thời, hắn dùng ngón tay chỉ sân phía bắc chính sảnh trước một loạt ghế ngồi. "Thì ra cha thân thể này của ta cũng là một trong những đại nhân vật trong trấn A, khó trách phùng sư huynh kia đối với ta chiếu cố như vậy." Nói như vậy, sau màn độc thủ giết, ta khả năng lại nhiều hơn một cái. "Để cho ta cha cùng ta sư phụ đoạn tuyệt." sẽ không phải là âm mưu của sa xà ban chứ. Lúc triệu thần suy nghĩ lung tung, lại không chú ý tới cửa lớn võ quán đang có một nam tử trẻ tuổi mặc phấn dầu kinh nghi bất định đánh giá hắn vài lần, tự hồ đang xác nhận cái gì. Một lát sau, nam tử kia xoay người rời khỏi võ quán, mang theo áo dài góc áo liền hướng băng tuyền trấn phía đông đường phố chạy tới. Xuyên qua mấy ngõ nhỏ, hắn đi tới trước một tòa nhà độc viện, đẩy cửa đi vào. Trong sân có một vị đạo sĩ trung niên đang phơi thảo dược, người này bề ngoài không tệ, hơi có chút hàm ý tiên phong đạo cốt, chỉ là mù một con mắt, ít nhiều phá hủy một ít hình tượng ra vẻ đạo mạo. Lúc này, đạo sĩ kia thấy người trẻ tuổi đi vào, vuốt trâu dài cười hỏi. Nhưng mà thành công rồi. Không có, vậy triệu thần còn sống rất tốt. Phương hư tử đạo trưởng, nguyên rủa của ngươi rốt cuộc có đáng tin hay không a à? tuổi trẻ mặc dầu phấn nhân khí cấp bách kêu lên, ngươi như vậy, cũng đừng hy vọng tỷ tỷ ta có thể lấy được triệu gia lão gia giấu đồ vật kia. Vì có thể thành công thi pháp, chúng ta đã dùng phong thủy sát khí liên tục tiêu tan khí số mấy tháng của hắn, hơn nữa quá trình ta khởi pháp đàn trước đó cũng phi thường thuận lợi. Đạo sĩ tên là Phương Hư Tử nghe vậy nhíu nhíu mày, truy vấn, người có thấy rõ không, hắn thật sự không có việc gì. Hơn nữa triệu thần còn bàn quan võ quán kim tiêu và xa xà ban luận võ, rất nhiều người đều có thể làm chứng người trẻ tuổi bất mãn nói có phải pháp thuật nguyền rủa của ngươi không được hay không hiệu quả pháp thuật của ta không thể nghi ngờ ừm ta nghi ngờ môi giới thi pháp lúc trước ngươi cho ta có vấn đề có lẽ đó cũng không phải là vật tùy thân của triệu thần như vậy ngươi đi lấy một vật phẩm xác định là thuộc về hắn tới đây tối nay ta lại khởi đàn thi pháp thuật một lần nữa phương hư tử cân nhắc đưa ra phương án mới cũng chỉ có thể như thế nam tử trẻ tuổi do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói. Đợi sau khi người trẻ tuổi rời đi, đạo sĩ kia mới thở dài, tự nghĩ. Nếu không phải ta gặp đại nạn, pháp lực mất hết, sao lại lưu lạc đến mức này? Tinh thần hàng thế, mệnh số vô thường. Nhị thiếu gia, ta nghe nói sư phụ của Hoàng Sam súng sĩ, Đại Mạc Phi ưng yến tam, một mình độc súng đã tiêu diệt một đám mã tặc chiếm cứ gần cáp lạc, hơn nữa hắn thích nhất là để cho địch nhân đoán xem trong hỏa súng của hắn còn đạn hay không. Nhị thiếu gia, ta nghe nói Yến Tam Hiệp đứng hàng thứ ba trong mạc nam thất hiệp, hai vị huynh trưởng kết bái phía trên hắn đều là cao nhân cảnh giới pháp lực. Nhị thiếu gia, ta nghe nói quận thành bên kia có một vị nữ hiệp thân phận tôn quý, do chấp sự lý gia ở quận thành tự mình tiếp đãi. Nhị thiếu gia, đi bên này, gần đây trấn đông vài hộ gia đình trong nhà đều không hiểu kỳ diệu đánh mất gà trống, nghe đồn có cái trộm gà đạo tặc ở vùng đó hoạt động dọc theo đường về nhà nguyên chủ vì thăm dò nghe được càng nhiều tình báo triệu thần không thể không chịu đựng cái miệng nát của gã sai vặt nguyên chủ công kích cũng may trả giá luôn có hồi báo thông qua một loạt ý niệm vụn vặt của phong khúc triệu thần đại khái hiểu rõ nguyên chủ thân thể và một ít tin tức cơ bản trong nhà chủ nhân cũ của thân thể vừa vặn cũng gọi là triệu thần a à, tạm thời coi như vừa vặn đi Phụ thân Triệu Tung là thương nhân rượu, thổ hào nổi danh ở gần trấn Băng Tuyền thậm chí là xích kim sơn, lũng đoạn tất cả hoạt động sản xuất rượu của hai trấn một xã. Triệu Thần năm nay 14 tuổi, đứng thứ hai trong nhà, phía trên còn có một người anh trai đã gia quan, phía dưới còn có một em gái chưa đầy 3 tuổi và một em trai mới sinh. Nhưng em trai em gái là do vợ kế của phụ thân sinh ra, mẹ ruột của Triệu Thần và anh trai đã qua đời. Mẹ kế của Triệu Thần là Lý thị là thứ nữ trấn thủ băng tuyền trấn, mà quy tắc trấn là con cháu phụ chi của quận vọng Lý gia. Cũng bởi vì tầng quan hệ này, phụ thân của nguyên chủ Triệu Tung mới có thể lũng đoạn thương lộ phụ cận Xích Kim Sơn. Khó trách hắn có thể làm đại nhân vật chứng kiến luận võ. Cho nên, dựa theo tiểu thuyết bình thường sáo lộ, đối với nguyên chủ ám hạ sát thủ sẽ là cái này mẹ kế sao? Nhưng cũng nói không thông a, à, cho dù muốn hại cũng phải là trước hại ta cái kia tiện nghi đại ca mới đúng. Chẳng lẽ đại ca đã bị hại? Khi Triệu Thần vừa liếu riếu hát cho có lệ, vừa tiến hành suy tư, hai người đã đi tới trước một tòa trạch viện so với Kim Tiêu võ quán còn khí phái hơn rất nhiều lần. Dưới sự chỉ dẫn của gã sai vặt, hai người không có đi cửa chính, mà là từ cửa góc mà vào, xuyên qua hai đạo viện, đi vào một tòa tiểu lâu độc lập. Vừa mới vào phòng chính, Triệu Thần nhướng mày, tuy rằng nơi này trang trí hoa lệ, các loại đồ dùng quý giá, dụng cụ đầy đủ hết, nhưng bậy biện bố cục lại thấy thế nào không được tự nhiên. Cho dù lấy kiến thức phong thủy thô thiển của ta cũng nhìn ra vài chỗ không ổn, huống chi. Tầm mắt nương theo bước chân băng khoăn một vòng trong phòng, ánh mắt triệu thần tập trung vào gương đối diện cửa phòng ngủ. Nơi này bố cục dĩ nhiên cùng hắn tại võ quán gian phòng giống nhau, đều tại đối diện cửa phòng ngủ vị trí đặt một mặt kính toàn thân sẽ không phải là kẻ đứng sau màn muốn dùng cục phong thủy khắc chết ta chứ. Từng, ở thế giới ban đầu của ta, phong thủy có lẽ không có hiệu quả lớn như vậy, nhưng ở thế giới này lại chưa chắc. Nghĩ tới đây, triệu thần vốn định hỏi phong khúc một chút, nhưng khi lời vừa ra khỏi miệng lại nuốt trở lại. Hắn hiện tại cũng không thể xác định nguyên chủ gã sai vặt đáng giá tín nhiệm, tùy tiện hỏi cái này, rất có thể sẽ đả thảo kinh xa. Kế tiếp, sau khi đuổi phong khúc đi cùng mấy nha hoàng muốn đi lên lấy lòng triệu thần rốt cục đạt được hoàn cảnh một mình lúc này hắn mới thở ra một hơi trọc khí tâm tình cũng thả lỏng không ít dưới tình huống cái gì cũng không rõ ràng lắm diễn như vậy rất mệt a à, vẫn là phải mau chóng lấy được trí nhớ của nguyên chủ mới được hiện tại có thể xác định chính là giết chết nguyên chủ hung thủ cũng không dám trước mặt mọi người hành hung chỉ có thể dùng ám sát thủ đoạn nhưng hắn thủ pháp giết người lại như cũ không rõ ta tích cực mưu đồ thay thế nguyên chủ như vậy có phải đối với chuyện xuyên việt này tiếp nhận có chút quá nhanh hay không nhưng quả thật tôi cũng không hoài niệm nhiều về thế giới ban đầu ngay từ đầu đã có thái độ đến đâu thì đến đó điều này có lẽ có liên quan đến việc trước đây tôi cũng luôn mạo hiểm du lịch toàn cầu dù sao lần này chỉ là đi được xa hơn một chút huống chi ta cũng không có thân nhân ràng buộc gì mà mấy huynh đệ quan hệ tốt kia cũng không phải không có ta thì không thể sống sau khi tự dễu vài câu, triệu thần nhắm nuốt từ xuyên việt này bỗng nhiên nhớ tới đạo kim quang trong mộng mang mình tiến vào thế giới này, vội vàng thử dò xét lẩm bẩm. Ngón tay vàng. Hệ thống. Lão Gia Gia. Có ở đó không? Nhưng mà bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có chút phản ứng nào. Triệu thần không cam lòng lại nhắc tới vài câu, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, lúc này mới im lặng lẩm bẩm. Không đúng, làm người xuyên việt sao lại không có nửa điểm phúc lợi. Cái này không phù hợp logic a. À. Ở trong ý nghĩ của hắn, có thể xuyên việt thành công xuyên việt giả tất nhiên là chỗ dựa vào, bằng không dựa vào cái gì có thể ở xuyên qua thế giới lúc lông tóc không tổn hao gì. Hoặc là có bảo vật bên người, hoặc là có đại năng ám trợ, hoặc là khí vận kinh thiên, dù sao cũng phải chiếm một cái mới được. Ngay khi hắn sinh lòng quẻ oải muốn buông tha, một trận mê mùi kịch liệt lại xông lên ót cảm giác mê muội này tới vừa nhanh vừa gấp, cực kỳ đột ngột. Cái này, giống như trước khi nguyên chủ tử vong từng có cảm giác tương tự. Trong đầu triệu thần vừa hiện lên ý niệm này, liền đột nhiên mất đi ý thức. Hắn phản phất bị cuốn vào bóng tối vô biên, đến khi tỉnh lại, đã thân ở trong một tòa cung điện nhìn như xanh vàng huy hoàng, lại hư vô mờ mịt. Nói nó xanh vàng rực rỡ là bởi vì bốn phía vô luận sang nhà, vách tường hay là ghế ngồi thư án đều có trang trí bằng vàng, hoa văn trên đó cũng tựa hồ ẩn chứa đủ loại huyền diệu, không ngừng đang xen diễn hóa, vừa nhìn liền biết cực kỳ bất phàm. Mà nói nó hư vô mờ mịt, lại là bởi vì triệu thần chỉ có thể thấy rõ cảnh vật giữa ghế ngồi đến thư án cách đó nửa mét, còn lại đều là sương mù che lấp, nhìn không rõ ràng, chỉ đại khái có thể nhìn ra là hình dáng một cung điện mà thôi. Trên thư án đặt một quả kim ấn, một quyển ngọc sách, một cây bút son. Triệu thần ngồi ở trên ghế ánh mắt đầu tiên rơi vào kim ấn kia, trong lòng mơ hồ có cảm giác, theo bản năng liền nói một câu. Cửu diệu kim chương. Vừa dứt lời, kim ấn liền quan mang đại thịnh, một hàng văn tự trực tiếp phóng ra trước mắt triệu thần. Cửu phẩm lục vị. Tinh hà chuyển vận phó sứ. Lục vị. Đạo gia thụ lục phẩm trật sao. Tinh hà chuyển vận phó sứ, đây là cái gì? Có thể giải thích một chút không? Theo ý niệm này của hắn phát sinh, dòng chữ kia từ kim quan ngưng liền đột nhiên biến hóa tổ hợp lại, rất nhanh liền sửa thành. Tập 9 Travel Mét Chăng, hết chương này. Chương 3 Đại Nhật Tinh Tra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Ngôi sao lớn tập 9 Travel Mét Chăng đây chính là phiên dịch đối với cái gọi là cửu phẩm lục vị tinh hà chuyển vận phó sướng. Rất gần gũi A. Nhưng anh cho tôi xem cái gọi là trình tự hay lục vị có nghĩa là gì? Ngón tay vàng của ta không có lời giải thích sao? Nhưng mà, hắn vừa nghĩ tới đây, một đoạn tin tức lớn lại đột nhiên hiện lên trong đầu Triệu Thần, làm cho hắn lâm vào trong hoảng hốt ngắn mũi. Vài giây sau, ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh, đối với cung điện cùng sách án trước mắt kim ấn, ngọc sách, bút son cũng có hiểu biết tương đối hoàn thiện. Cung điện này vốn là một phần của Đại Nhật Tinh Kỳ mà cái gọi là đại nhật tinh kỳ là một chiếc có thể ở trong hư không đi thuyền hành thương vạn giới bảo thuyền chính là nó mang ta tiến vào cái thế giới này lai lịch cụ thể của đại nhật tinh kỳ cũng không ở trong tri thức ta vừa mới có được bất quá khi nó đột phá phong tỏa của tà thần bên ngoài giới này thì bị thương nặng mất đi rất nhiều bộ phận trước mắt chỉ có thể giấu ở sâu trong linh hồn của ta là quan hệ cộng sinh với ta thì ra đó không phải là mộng bên ngoài giới này thật sự có rất nhiều tà thần chiếm cứ. Mà cái gọi là lục vị, chính là nó mở ra cho ta quyền hạn đẳng cấp. Một khi tiếp nhận lục vị, là có thể tăng lên thực lực của ta, sử dụng nó công năng. Bất quá ta hiện tại tuy rằng khó hiểu chiếm được du lịch thương nhân lục vị, nhưng cũng không có tương ứng tăng lên. Thứ nhất là ta cống hiến không đủ, thứ hai còn lại là đại nhật tinh kỳ hạch tâm bộ phận có thiếu sót cần tìm được mới có thể cử hành đầy đủ thụ lục nghi thức bất quá du lịch thương nhân tại tinh kỳ bên trong giao dịch công năng cũng là đã có thể sử dụng chỉ cần dùng đại nhật tinh kỳ tán thành tên là tinh tệ bình thường đồng giá vật là có thể đổi đến nó cất giữ bộ phận tri thức vật phẩm thậm chí là pháp thuật năng lực mà ta lấy nữa du lịch thương nhân lục vị có thể đổi đồ vật có triệu thần vừa sửa sang lại tin tức vừa mới đạt được vừa dùng ý thức điểm mở quyển ngọc sách trên sách. Đồng dạng là kim quang thoáng hiện, giữa không trung sách ngọc hình chiếu ra hình ảnh chậm rãi triển khai, liệt kê ra trước mắt có thể đổi vật phẩm danh sách. Có thu nguyên rũ mật lục, tàn thiên, 300 tinh tệ. Kế đô tinh thần pháp, chân khí quyển, 400 tinh tệ. Một đạo phá hồn đoạt phách nguyên rũ thuật, phối hợp pháp thuật thấp, 80 tinh tệ. Tàn hồn tà đạo phương hư tử, 130 tinh tệ đoạn ký ức nhân sinh của phương hư tử, 50 tinh tệ một lần. Ngoài ra, còn có nguyên thân triệu thần ký ức cùng một bộ phận tri thức, chỉ là bị vây trong trạng thái con tin, tạm thời không thể đổi. Kết hợp với nội dung trong danh sách trao đổi, cùng với giới thiệu đại nhật tinh kỳ vừa mới nhận được, triệu thần suy nghĩ một chút, liền có suy đoán đối với nguyên nhân cái chết của nguyên chủ. Nguyên chủ hẳn là bị cái kia gọi là phương hư tử tà đạo nguyền rủa mà chết. Hắn tại tử vong trong nháy mắt, vừa vặn gặp đại nhật tinh kỳ mang ta xuyên qua đến tận đây, vì thế hắn dùng chính mình bao gồm vận mệnh, linh hồn ở bên trong hết thảy, cùng đại nhật tinh kỳ làm giao dịch, chỉ cần ta có thể tìm ra hung thủ, vì hắn báo thù, liền có thể thay thế hắn, trở thành hắn. Đây chỉ sợ chính là nguyên nhân ta sẽ ở trên người hắn tỉnh lại. Mà ta sợ dĩ nhìn thấy người quen liền có thể đạt được tương ứng trí nhớ, cũng là bởi vì đối với tra tìm hung thủ có lợi, sớm dự chi cho ta thù lao mặt khác cái kia phương hư tử hẳn là thấy nguyền rủa không có hiệu quả tại đêm nay lại tới một lần đáng tiếc nguyên bản triệu thần đã là đại nhật tinh kỳ vật thế chấp hắn nguyền rủa đồng nghĩa với động tinh kỳ đồ sưu tầm tự nhiên phát động nơi này phản kích cơ chế lúc này mới bị mượn liên hệ cưỡng chế tước đoạt một nửa linh hồn làm bồi thường a à, mất đi một nửa linh hồn tà đạo lúc này sợ là đã thành kẻ ngốc đi chính là không biết cái này tà đạo là cùng nguyên chủ có cựu oán mới như vậy hại hắn, vẫn là có người mua giết người. Ân, ừ, đổi ra cái kia cái gọi là ký ức đoạn ngắn có xác suất nhất định đạt được đáp án, nhưng cũng có thể cái gì có giá trị tình báo đều không có, dù sao hắn ít nhất sống mấy chục năm, vô dụng rác rưởi ký ức chiếm đại bộ phận. Khi kỳ thật chính là cái hộp mù. Ngược lại là, có thù nguyên rủ mật lục, tàn thiên tuy rằng càng quý, nhưng sau khi đổi chẳng những có thể đạt được tu hành nguyền rủa pháp thuật pháp môn pháp môn pháp môn pháp môn pháp môn còn có thể căn cứ pháp môn đặc điểm tìm được cái kia yêu đạo khả năng vị trí biết rõ nguyên do hoặc bắt được sau lưng chủ sướng vừa rồi trong giới thiệu nói vạn vật đều có giá trị của nó hết thảy vật phẩm tri thức lực lượng các loại đều có thể đổi thành tinh tệ chỉ là siêu phàm vật phẩm giá trị càng cao mà bình thường vật phẩm chỉ sợ cần mấy ngàn hơn vạn kiện mới có thể đổi một tinh tệ Đại Nhật Tinh Kỳ dường như chỉ nhận ra giá trị nội tại và giá trị sử dụng của nó, đối với giá trị phụ gia thì không nhận ra. Cũng không biết 300 tinh tệ con số này là cái khái niệm gì. ân ừ, ta trước nhìn xem ta ban đầu có bao nhiêu tinh tệ. Gì? Khi triệu thần lật đến giới hạn có thể lật tới trước mắt trong sách ngọc, nhìn thấy số lượng tinh tệ mình nắm giữ, chỉ cảm thấy huyết áp tăng lên một chút. Bởi vì giá trị trên đó là... 250 tại sao lại là số âm? Số âm còn chưa tính, vì sao vẫn là 250? Ngón tay vàng đang chế giễu tôi sao? Triệu thần hiếp mắt, căn cứ vào tin tức nhận được, không chút do dự tìm được, ghi chép tiêu phí, cũng mở ra. Rất nhanh, mới nhất, cũng là duy nhất một cái tiêu phí ghi chép liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Giới thiệu vắng tắt công năng, đại nhật tinh kỳ, giá trị 250 tinh tệ. Cho nên nói, cái giới thiệu kia là muốn tiền sao? Tôi không biết. Tôi nghĩ anh rất nhân đạo. Trong lòng mắng đại nhật tinh kỳ vài câu, triệu thần lại tỉnh táo lại, tự nghĩ. Tiền nợ phải trả hết trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ khấu trừ khí số của bản thân ta trước, nếu như khí số không đủ, thì còn cần khấu trừ thêm tri thức, năng lực, thậm chí là linh hồn. Cũng may nguyên thân thế chấp linh hồn cùng một bộ phận năng lực cộng lại cũng đáng giá hơn 200 tinh tệ, nếu như ta trong vòng 7 ngày giúp hắn báo thù, ngược lại cũng đủ khấu trừ. Chật, lại nói tiếp, cái kia yêu đạo phương hư tử một nửa linh hồn đã bị chia cắt thành nhiều như vậy tri thức cùng năng lực, nếu như tương lai có người xâm lấn linh hồn của ta, hoặc là ta có câu hồn các loại pháp thuật, có phải hay không cũng có thể bán cho tinh thổ, để cho nó tách ra có giá trị đồ vật lại đi hối đoái. Hệ thống siêu hồn trả tiền ta cảm giác đại nhật tinh kỳ là cố ý hướng dẫn ta làm như vậy a à? chẳng lẽ sau này ta vẽ phong cách là hấp hồn đoạt phách lão ma đầu. Sau khi tự dễu vài câu, triệu thần đã điều chỉnh tốt tâm tình, đem ngọc sách lật tới phụ lục, nơi đó liệt kê danh sách 20 bộ phận thiếu hụt của đại nhật tinh kỳ. Đại nhật trảng, bác quái minh quan kính, lưu ly tinh đăng, thần quan chi trước, phong ma chu bút. Mỗi tìm về một cái linh kiện liền có thể được đến một cái điểm cống hiến mỗi hai cái cống hiến có thể tăng lên một cái lục vị đẳng cấp trước mắt chỉ có phong ma chu bút là tìm về trạng thái ân ừ, nguyên lai nó ở trên người nguyên chủ cũng chính bởi vì nguyên lai triệu thần kia nắm giữ phong ma chu bút mới có thể đem đại nhật tinh kỳ hấp dẫn đến mới có tư cách tại lúc tử vong cùng hắn làm giao dịch ta trước mắt có thể được đến nửa cái du lịch thương nhân lục vị cũng đồng dạng được lợi từ cái này cái này nói thông suốt nghĩ đến đây triệu thần đem ánh mắt ném tới trên bút son trên thư án đó chính là bút son phong ma của nguyên chủ tác dụng của nó là phong ấn hết thảy lực lượng có can đảm làm loạn bên trong đại nhật tinh kỳ đương nhiên bởi vì trạng thái hiện tại của tinh kỳ không tốt hạn mức cao nhất của phong ấn này chỉ sợ sẽ không quá cao nhưng nguyền rủa giống như cấp độ của phương hư tử cũng không có vấn đề gì đáng tiếc nó không mang ra được chỉ có thể sử dụng bên trong tinh kỳ sau khi tiếc núi thở dài, triệu thần lại xem một phen công pháp, năng lực giới thiệu trên ngọc sách, lúc này mới cảm thấy tinh thần quể quải, cực kỳ mệt mỏi, không thể không chặt đứt liên hệ với đại nhật tinh kỳ. Trước mắt triệu thần đầu tiên là tối sầm, tiếp theo liền thấy được đèn gas đặt trên bàn phòng ngủ của mình. Anh quay đầu, quét mắt nhìn đồng hồ trong góc, xác nhận đã qua bao lâu. Đại khái là tốc độ thời gian một chọi một. Triệu thần xoa xoa thái dương, trong lòng có phán đoán. Tiếp theo, hắn lại tiện tay che khuất gương toàn thân, lúc này mới im lặng thở dài nói. Không có ngón tay vàng thời kỳ trong mong ngón tay vàng, hiện tại có, rồi lại có chút lo lắng nó hay không ẩn giấu tai họa ngầm. Bất quá nói những thứ này đã chậm, ta sớm chính là nửa cái du lịch thương nhân, cùng nó thành lập mật thiết liên hệ, muốn thoát khỏi cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta nếu như không tích cực tìm kiếm những kia thiếu hụt linh kiện, xem hắn hố ta giới thiệu phí thủ đoạn ai biết đại nhật tinh lộ có thể hay không trực tiếp đem ta bán đi cũng may thế giới này bản thân cũng có tu hành hệ thống có lẽ có thể lẫn nhau cân bằng quên đi nghĩ những thứ này còn quá sớm việc cấp bách vẫn là tìm ra phía sau màn hắc thủ bắt được nguyên thân di sản mới tốt trả nợ mặt khác lần này là bởi vì có yêu đạo thi pháp xâm hồn mới trùng hợp tiến vào đại nhật tinh kỳ mà căn cứ ta mua được tin tức tiến vào nơi đó ít nhất cần nhập tỉnh hoặc là minh tưởng trạng thái cũng xem nghĩ ra tinh kỳ bên trong tùy ý một kiện vật phẩm mới được cái này nhập tỉnh là cái ý tứ gì trước mắt còn không biết ngày mai đi tìm phùng sư huynh hoặc là tiện nghi sư phụ hỏi một chút đêm khuya phú thương trấn băng tuyền triệu tung dưới sự hộ vệ của một đội hỏa súng ngồi xe ngựa trở về nhà đợi hắn trở lại phòng ngủ đơn giản rửa mặt một phen sau hắn kế thê lý thị mới từ trên giường đứng dậy nghênh đón cầm tay thê tử triệu tung cân nhắc một chút hỏi tú lăng thần nhi hiện tại thế nào vừa trở về đã đi vào phòng ngủ hẳn là ngủ rồi em biết đấy gần đây vận thế của nó vẫn không tốt luôn gặp phải các loại chuyện xui xẻo có thể là mệt mỏi lý tú lăng đơn giản trả lời một câu lại bổ sung anh cảm thấy em nên thu lưới nếu không thần nhi có thể thật sự gặp nguy hiểm yên tâm đi thần nhi tùy thân mang theo cái kia chi bút son là một kiện có thể khu trừ tà quấy bảo vật trừ phi pháp lực cao nhân bình thường pháp thuật đối với hắn không có hiệu quả mà pháp lực cao nhân nếu muốn đối phó nhà chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy huống chi lúc trước ta bảo hắn chuyển đến kim tiêu võ quán cũng là vì để hắn có thể tạm thời tránh được cục phong thủy kia khôi phục vận thế của bản thân một chút triệu tung cười giải thích lý tú lăng lại nhíu nhíu đẹp mắt lông mày không nhận đồng đạo Thế giới này quỷ thuật rất nhiều, dù là người bình thường tu tập pháp thuật, tuy rằng khó luyện dễ phá, nhưng cũng không thể xem thường. Người đối với người tu hành hiểu biết vẫn là quá ít. Được rồi được rồi, ta đã đại khái tập trung đám người kia vị trí, ngày mai ngày mốt liền đi thu lưới. Hết chương này. Chương 4. Phụ mẫu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 cha mẹ thấy trường phu đối với chuyện này sớm có tính toán, Lý Tú Lăng mặc dù vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng ở vấn đề liên quan đến con riêng bà mẹ kế này cũng không dễ nhúng tay lắm, vì thế dời đi đề tài, hỏi. Các ngươi hôm nay thương nghị đến trễ như vậy, chuyện xa xà bang và kim tiêu vũ quán đã có kết quả chưa? Làm chi nhánh bên cạnh quận vọng Lý Thị, thứ nữ trấn thủ băng tuyền trấn, Lý Tú Lăng đối với chuyện trên giang hộ cũng không xa lạ gì, thậm chí bởi vì kiến thức càng rộng, có thể ở trên rất nhiều vấn đề giúp trượng phu bày mưu tính kế. Triệu tung tựa vào một chiếc giường mềm, vừa dùng ngón tay xoa thái dương của mình, vừa gật đầu nói. Có kết quả rồi. Kim tiêu võ quán rời khỏi hai trấn một xã, từ nay về sau xa xà ban độc chiếm hát đạo khu vực xích Kim Sơn. Nghe vậy, Lý Tú Lăng hai mắt trừng lớn, lộ ra biểu tình kinh ngạc, tiếp theo nạn tiến đến bên cạnh trượng phu, đem ngón tay mảnh khảnh đặt tới thái dương trượng phu không ngừng ấn, Đồng thời nghi ngờ hỏi Kim tiêu khách hoàng hiển quân uy chấn xích kim hơn 10 năm Dù cho lần luận võ này thua Cũng không phải có thể tùy ý đáng đo Hắn có thể đồng ý kết quả như vậy Hơn nữa Sa xà Bang lúc trước nhiều lần bị thua Cũng không có bị đuổi tận giết tuyệt Chẳng lẽ giả lợi vượng chẳng những tìm tới hoàng sam súng sĩ Còn lôi kéo thế lực khác Khi ngón tay Lý Tú Lăng ấn lên thái dương của mình Thân thể triệu tung đầu tiên là khẽ rung lên nhưng rất nhanh liền hưởng thụ sự phục vụ của thê tử, ánh mắt hắn hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên nói. Tú lăng, ngươi quả nhiên thông minh. Xa xà giả lợi vượng kia không biết dùng thủ đoạn gì, chiếm được sự ủng hộ của trần trấn trưởng Xích Kim và Lan Gia xã Kim Loan, lại đưa ra yêu cầu muốn hoàng lão quán chủ dập đầu nhận sai với linh vị của em trai mình mới có thể ở lại Xích Kim. Dù sao đệ đệ giả lợi vượng là ở trong luận võ bị quan minh chính đại đánh chết, hoàng lão lại không đuối lý. Cho nên kết quả cuối cùng là, Kim Tiêu võ quán thời hạn 7 ngày rời đi hai trấn một hương, nhưng làm bồi thường, xích Kim Trấn Trần Gia sẽ lấy ra một cái ngọc môn quận thành đến đôn hoàng thương lộ làm bồi thường. Cái gọi là đường thương mại, chính là giấy phép miễn thuế hoặc là hiệp nghị giảm thuế do quan phủ hai địa phương phát ra, đối với thương nhân xem như vật phẩm vô cùng trân quý. Nhà bọn họ tối đa cũng chỉ có hai đến ba con đường thương mại. Đám xa xa như vậy rốt cuộc vì cái gì? ta và nhạc trượng đại nhân cũng không suy nghĩ cẩn thận nhưng thương lộ đúng là thật cho nên cũng không có đề nghị phản đối xa xà triệu tung nói tới đây dừng một chút tiện đà cười nói dù sao hoàng lão cũng không buôn bán chỉ có thể tìm người hợp tác có lẽ rượu băng tuyền của chúng ta lần này có thể bán thẳng tới đôn hoàng rồi lý tú lăn trắng mắt lộ ra nụ cười đắc ý trượng phu liếc một cái nửa người trên ghé vào đầu vai đối phương chu miệng hỏi ngược lại Chẳng lẽ ngươi đã sớm dự liệu được chuyện này, mới sớm đem thần nhi đưa đi võ quán làm hoàng lão đồ đệ. Triệu thần là đồ đệ của Hoàng Hiển Quân và con thứ Triệu Tung, hai thân phận là người trung gian hợp tác tự nhiên. Triệu Tung lắc đầu, hắn nhìn thê tử càng ngày càng gần, do dự một chút nói, một khi đàm phán thành hợp tác, thần nhi làm đệ tử phải theo hoàng lão đi Ngọc Môn quận thành, trở thành người phụ trách thương lộ kia. Chuyện này liên quan đến tiền đồ ngày sau của hắn, vẫn nên gọi hắn tới hỏi ý nghĩ của hắn. Đúng là nên nói với hắn, miễn cho cha con các ngươi có hiềm khích. À, trưởng tử triệu ngang của ngươi ở châu thành xa xôi trương dịch đi học, hôm nay con thứ cũng muốn lao tới ngọc môn. Ở trong mắt người ngoài, nhất định là ta đây kế mẫu không chứa nổi bọn họ a. À. Triệu tung chỉ ấy nấy nắm bàn tay non nớt của nàng, sau đó gật đầu nói. Vậy bây giờ gọi thần nhi tới đây đi. Hiện tại, thanh âm Lý Tú Lăng cất cao, lập tức đứng thẳng dậy nàng nhìn kim đồng hồ không dám tin nói đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì không thể ngày mai nói khụ ngày mai ta còn có việc chỉ sợ trời chưa sáng phải đi hơn nữa gọi hắn tới cũng miễn cho hắn tiếp tục ngủ trong cục phong thủy tiêu nhân số kia triệu tung ho khan một tiếng nói lý tú lăng lại trừng mắt nhìn đối phương một hồi lâu sau đó mới phân phó người đi gọi triệu thần tới một bên dùng ngữ khí có chút u oán nói với trượng phu miệng nhi đã sinh ra bốn tháng thân thể của ta đã sớm khôi phục ngươi không thể luôn trốn tránh ta như vậy triệu tung bưng lên một bên ngâm cẩu kỹ chén trà uống một ngụm, trịnh trọng gật đầu nói lần sau nhất định bởi vì vừa mới mơ thấy một ít kinh nghiệm của nguyên chủ cho nên triệu thần khi bị gã sai vặt phong khúc đánh thức tinh thần còn có chút hoảng hốt ông ngáp một cái và trong khi mặc một chiếc áo khoác phức tạp với sự giúp đỡ của hầu gái suy nghĩ trong lòng xem ra cái kia phương hư tử tự tìm đường chết coi như là giúp nguyên chủ báo một phần thù cho nên đại nhật tinh kỳ mới có thể đem con tin một phần ký ức cho ta cũng đúng cái kia tà đạo tám phần là giết chết nguyên chủ trực tiếp hung thủ mà người đứng sau màn căn cứ vừa rồi trong mộng nhìn thấy ta đại khái cũng đoán được là ai nghĩ tới đây triệu thần khẽ thở dài trong đầu hiện lên một thân ảnh cực kỳ thân thiết đối với nguyên chủ đó là dì mai của nguyên chủ là nha hoàng thông phận của hội môn thân sinh hắn cũng là thiếp thị của phụ thân nguyên chủ triệu tung khi mẫu thân của nguyên chủ qua đời tuổi của hắn còn rất nhỏ dì mai trong một đoạn thời gian rất dài đều đảm đương vai trò mẫu thân thẳng đến khi lý thị tái huyền của triệu tung vào cửa chính là dưới một loạt mê hoặc của dì mai thì ra triệu thần mới tự mình thay đổi bố trí phòng ngủ, hình thành cục phong thủy bất lợi cho khí số bản thân. Về phần tại sao nàng lại làm như vậy, triệu thần xem ra có hai khả năng. Thứ nhất, nàng cũng là bị người lừa, thật cho rằng gian phòng như vậy bố trí là đối với nguyên chủ tốt. Thứ hai, là tâm linh của nàng đã vặn vẹo, muốn thông qua cái chết của nguyên chủ để đạt được mục đích nào đó. Tỷ như khiến triệu tung nghi kỵ lý thị dù sao mẹ kế vừa mới có nhi tử của mình nhi tử của nguyên phối liền không hiểu sao tử vong hiềm nghi của lý thị quả thật lớn nhất đối với hai khả năng này triệu thần nhiên về vế sâu hơn bởi vì đứng ở góc độ người đứng xem trong trí nhớ của nguyên chủ hắn rất dễ dàng phát hiện vị mai di kia thống hận lý thị nếu như ta đoán không sai nguyên chủ dĩ nhiên là chết trong một hồi trạch đấu cái này cũng quá đáng buồn trong trí nhớ vì mai lúc trước cũng không cực đoan như vậy, là bị lý thị sinh con kích thích, hay là bị yêu đạo xúi dục. Nếu là cái sau, yêu đạo kia chỉ sợ có mục đích khác. Ai, đáng tiếc Triệu Tung mặc dù là thổ hào một phương, trong nhà nuôi ba đội hỏa súng, nhưng đối với những thủ đoạn âm quỷ này lại không có phòng bị gì. Bất quá tiện nghi phụ ta hơn nửa đêm gọi ta tới cũng không biết vì chuyện gì. Suy nghĩ chuyển động, Triệu Thần đã mặc quần áo tử tế sau đó dưới sự dẫn dắt của phong khúc và mấy thị nữ tới băng lăng viện nơi mẹ kế ở. Đợi dựa theo lễ nghi trong trí nhớ thỉnh An Triệu Tung cùng Lý Tú Lăng, Triệu Thần mới ngẩng đầu quan sát cha mẹ cổ thân thể này. Triệu Tung thoạt nhìn hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, to lớn hữu lực, khuôn mặt ngay ngắn, có một đôi mắt nâu thâm thúy có thần, sống mũi rất cao, có râu quai nón dày đặc. Trên người hắn mặc áo dài bằng lụa sẫm màu, đầu đội mũ ống cao vành ngắn, Chân đi giày cao gót được chế tác tinh xảo, chỉ ngồi ở trên giường đã làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Mà Lý Tú Lăng nhiều nhất hơn 20 tuổi, dung mạo tinh xảo, đường nét rõ ràng, ngũ quan ôn nhu, bày ra một loại khí chất tự nhiên ưu nhã, giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Dáng người nàng mảnh khảnh, một chút cũng không giống phụ nhân đã sinh hai đứa con, tự như thiếu nữ. Mà quần áo so với trưởng phu rất mộc mạc, cơ hồ không có trang sức dư thừa gì nhưng phối hợp lại cực kỳ có thưởng thức đây là điển hình của trâu già ăn cỏ non a à, triệu thần thu hồi ánh mắt thầm oán trong lòng tuy rằng hắn rất rõ ràng tiện nghi phụ thân cùng kế mẫu kết hợp là điển hình nhất bất quá lợi ích trao đổi bởi vì hơn 4 năm trước nhậm chức trấn thủ đại nhân cần phụ thân cái này địa đầu xà ủng hộ mới có thể đứng vững gót chân mà phụ thân tại ngọc môn cùng trương dịch sinh ý cũng cần lý gia cái này chỗ dựa vững chắc cho nên trấn thủ mới có thể đem thứ nữ vừa trưởng thành của hán gã cho phụ thân trung niên tan thê làm tục huyền. Bất quá vị lý thị này lại là một người cực kỳ thông minh lại có thủ đoạn, nàng chẳng những nhanh chóng dựa vào tư sắc để níu giữ trái tim triệu tung, còn có thể bày mưu tính kế trên rất nhiều chuyện, trở thành nữ chủ nhân danh xứng với thực của triệu gia, điều này tự nhiên cũng đưa tới ghen tị cùng phẫn hận của dì Mai. Nhưng lý thị cũng không chính diện đáp lại các loại khiêu khích của nàng, thậm chí cũng không coi nàng ra gì lúc này mới làm cho nàng không có chỗ phát tiết càng thêm cực đoan lúc này triệu tung đã đem chuyện kim tiêu võ quán đơn giản kể lại một lần hắn nhìn về phía nhi tử cúi đầu hỏi thần nhi ngươi thấy thế nào triệu thần sau khi nghe phụ thân nói xong không chút do dự trực tiếp đáp lại ta đã bái hoàng quán chủ làm sư phụ đương nhiên không thể ruồng bỏ sư phụ vào lúc này câu trả lời này vừa phù hợp với tính cách đôn hậu thành thật nhận thức tử lý của nguyên chủ cũng là điều triệu thần chờ đợi hắn tuy rằng đã chiếm được một ít ký ức của nguyên chủ nhưng chung quy cùng triệu thần ban đầu có bất đồng rất lớn ước gì tránh xa người thân cận bên người miễn cho bị nhìn ra sơ hở mà tạm thời đi quận thành chủ trì thương lộ chính là lựa chọn không tồi chờ qua một đoạn thời gian cho dù tính cách có thay đổi cũng sẽ chỉ bị coi là lịch lãm kết quả triệu tung gật gật đầu nói tiếp ngày mai khi ngươi đến võ quán có thể nói cho sư phụ ngươi biết, ta sẽ cho một tiểu đội hỏa súng 12 người đi theo các ngươi đến Ngọc Môn. Hắc, sư phụ ngươi sợ là phải xuất ra một hai tuyệt kỹ mới có thể trả lại nhân tình này. Vì sao? Triệu thần mờ mịt dò hỏi. Nếu như không có ta phái hỏa súng đội đi theo, ngươi cảm thấy xa xà bang sẽ để sư phụ ngươi an toàn đến quận thành sao? Triệu tung cười hỏi ngược lại một câu, thấy nhi tử rốt cục giật mình gật đầu, lúc này mới làm như vô tình hỏi đúng rồi cây bút son mẫu thân ngươi để lại ngươi còn mang theo bên người không bút son bút son phong ma triệu thần trong lòng chật động cúi đầu hồi đáp đang muốn bẩm báo phụ thân cây bút kia sáng hôm qua không hiểu sao vỡ vụn hóa thành bụi bặm đợi sau khi triệu thần rời khỏi triệu tung mới rời khỏi nhà dưới ánh mắt bất mãn của thê tử đồng thời vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng hóa thành bụi bặm. Cây bút kia cũng chỉ là một vật phẩm nguyên rũ phòng ngự bình thường thôi sao? Hay là, không phải nó? Hết chương này. Chương 5 Thế gia cùng Thượng Tông Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Gia đình và Thượng Tông tại sao cha tiện nghi của nguyên chủ lại hỏi, phong ma chu bút? Hắn thật sự chỉ thuận miệng hỏi, hay là đang thăm dò cái gì? Hơn nữa, phong ma chu bút lại là mẫu thân nguyên chủ để lại cho hắn. Lúc trước ta ở trong mộng nhìn thấy trong trí nhớ cũng không có nhắc tới chuyện này. Quả nhiên, tiếp thu trí nhớ cùng mở, hộp mù, không kém bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được đổi 50 lần trong danh sách, yêu đạo, mảnh vỡ trí nhớ chính là một cái hố A. À. Triệu thần được triệu tung an bài nghỉ ngơi trong một gian phòng trong băng lăng viện cúi đầu trầm tư một hồi, lại chú ý tới một chuyện khác. Mẫu thân thân sinh của nguyên chủ qua đời 8 năm trước, nói cách khác phong ma chu bút là linh kiện thiếu hụt của đại nhật tinh kỳ ít nhất tồn tại trong nhà nguyên chủ 8 năm điều này có nghĩa là sau khi mình rơi vào thế giới này cũng không phải trực tiếp trở thành triệu thần mà là ngủ say một đoạn thời gian tương đối dài cũng không biết những linh kiện khác ở bên ngoài có thần dị hay không nếu có chỉ sợ đại bộ phận trong chúng đã rơi vào trong tay người tu hành muốn tìm về sợ là rất phiền toái a à. thở dài triệu thần trằn trọc một hồi mới ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, triệu thần đã sớm rời giường, ở thị nữ hầu hạ rửa mặt xong, lúc này mới lần nữa đăng nhập băng lăng viện chính đường, thỉnh an cha mẹ. Không phải hắn xuyên qua ngày đầu tiên liền yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống hữu bại, mà là cuộc sống thời đại này đối với hắn mà nói còn quá mức xa lạ, cần một ít, tân thủ, dẫn dắt. Nhưng mà, hắn rất nhanh đã được báo cho phụ thân Triệu Tung đêm qua đã rời khỏi nhà, mà kế mẫu còn phải chăm sóc đệ đệ mới sinh của hắn, cũng không rảnh quản hắn, cho nên triệu thần chỉ đơn giản dùng qua điểm tâm, liền mang theo gã sai vặt phong khúc đi tới kim tiêu võ quán. So với hôm qua khách quý chật kín chỗ, ồn ào náo nhiệt, hôm nay võ quán có vẻ đặc biệt quạng cu ẻ, ngay cả tập võ các đệ tử cũng có hơn phân nửa cũng không có tới, to như vậy các trắng trong sân chỉ có 15-16 người đang đứng cọc. Trải qua thông báo, triệu thần lại gặp được sư phụ nhà mình Hoàng Hiển Quân. Vị lão giả cao lớn này có mũi sư tử, miệng vuông, trong mắt vẫn sáng láng như cũ, nếu không phải trên bả vai trái dùng vải trắng tiến hành băng bó, tuyệt không nhìn ra ngày hôm qua vừa mới gặp qua đạn xuyên qua vết thương. Tham kiến sư phụ Bái kiến phùng thương sư huynh Triệu thần y theo lễ nghi trong trí nhớ, hướng sư phụ cùng sư huynh trước mặt hành lễ. Hoàng hiển quân đỡ đệ tử mới nhập môn ba ngày này, hàng huyên vài câu rồi mỉm cười hỏi ngươi sáng sớm tới cửa nhưng quyết định cùng lão phu rời khỏi băng tuyền trấn đi ngọc môn đúng là nếu đã bái sư phụ đương nhiên phải cùng sư môn gặp nạn triệu thần thành khẩn bày tỏ thái độ sau đó mới nói ra câu mà sư phụ muốn nghe nhất lúc này gia phụ quyết định phái một tiểu đội hỏa súng đưa ta đến quận thành ngọc môn kính xin sư phụ không để ý hoàng hiển quân trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng mặt ngoài không lộ ra chỉ khẽ gật đầu sau đó mới thân thiết kéo tay đồ đệ nhà mình đem một quyển sách đã sớm chuẩn bị tốt giao cho hắn tầm mắt triệu thần dời xuống tò mò nhìn thoáng qua phát hiện trên bìa quyển sách kia dùng chữ khải viết một hàng chữ kim lâu ngọc thất thập nhị trọng môn hành khí bí lục hoàng hiển quân thấy đồ đệ tiếp nhận bí tịch mới buông tay hắn ra sau đó vuốt vuốt trâu hoa râm của mình tổ chức nói vi sư xuất thân từ an ấp vũ vương tông tuy rằng đã bị hủy bỏ pháp lực trục xuất sư môn nhưng vẫn có thể đem tông môn công pháp truyền thụ cho ba vị thân truyền đệ tử cho dù chỉ là cơ sở rèn thể cùng luyện khí pháp môn nhưng tiếc nuối chính là bây giờ danh ngạch sớm đã đầy vi sư cũng không thể lại truyền cho ngươi vũ vương trúc cơ thiên đành phải đem mấy năm trước đây ta ngẫu nhiên lấy được này bộ kim lâu ngọc thất thập nhị trọng môn hành khí bí lục truyền cho ngươi bất quá ngươi cũng đừng xem thường bộ kim lâu ngọc thất thập nhị trọng môn hành khí bí lục này chỉ nhìn phong cách đặt tên của nó đã biết đây là một bộ hành khí pháp môn thời thượng cổ. Mà theo ta khảo chứng, nó kỳ thật là thánh địa tu hành ngày xưa, đạo tràng của Thái Sơ Đại Đạo Quân, công pháp cơ sở của Phái Côn Luân. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn hai đồ đệ trước mặt, muốn từ trên mặt bọn họ nhìn thấy thần sắc khiếp sợ, không dám tin. Nhưng để cho vị lão quán chủ này thất vọng chính là, hai cái đệ tử một cái vẻ mặt mờ mịt, phản phất hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì đây là triệu thần mà một cái đệ tử khác phùng thương thì trực tiếp mở miệng nghi hoặc hỏi sư phụ thánh địa tu hành của đại hạ ta không phải chỉ có ba tông đầu tiên trong cửu đại thượng tông đạo tiên môn đang đỉnh tiên tông và ly trần kiếm cung sao cửu đại thượng tông thập nhị thế gia đây là thế lực đứng đầu thế giới này triệu thần tinh thần rung lên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hoàng sư phụ chờ đợi hắn giảng giải mà Hoàng Hiển Quân không thể rung động, đến độ đệ bỗng nhiên cảm thấy không nói gì, chỉ cảm thấy cho dù muốn khoe khoang một chút, cũng phải có tố chất cơ bản của thính giả mới được, vì thế thở dài nói. Thôi, hôm nay vừa vặn có thời gian nhàn hạ, ta đơn giản liền cho các ngươi hai cái bổ túc, miễn cho các ngươi ngồi đáy giếng nhìn trời, đến Ngọc Môn quận thành sau cũng cho rằng cùng nông thôn giống nhau, không biết trời cao đất rộng. Nói tới đây Hoàng Sư Phụ dừng một chút, nhìn về phía triệu thần, cân nhắc hỏi ta xem thần sắc của ngươi, phản phất như lần đầu tiên nghe nói đến cửu đại thượng tông, thập nhị thế gia. Thần nhi, có phải ngươi ngay cả thường thức cơ bản của đại hạ giang hồ ta cũng không biết? Triệu thần vội vàng gật đầu, nguyên chủ có biết hắn không rõ ràng lắm hay không, nhưng trước mắt trong trí nhớ đạt được quả thật không có nội dung liên quan. Vậy ngươi biết đại hạ ta khi nào do người phương nào thành lập không? Hoàng Hiển Quân lại hỏi. Điều này ta biết, chẳng những tối hôm qua mơ thấy, Phong Khúc cũng nhắc tới không ít. Trong lòng nghĩ như vậy, Triệu Thần lại gật đầu nói. Đại hạ ta lập quốc đã hơn 8.000 năm là do Cao Tổ Hoàng đế Bình Định loạn thế thành lập. Đúng vậy, Cao Tổ Hoàng đế họ Minh, cho nên đệ nhất thế gia trong 12 thế gia chính là Hoàng thất Minh Thị, ngoài ra còn có Ký Châu Tô Thị, U Châu Lưu Thị, Lương Châu Tư Mã Thị, Từ Châu Gia Các Thị vân vân, tổng cộng 12 nhà, mỗi một nhà đều có thăng huyền cảnh giới chân quân hoặc ngang hàng tồn tại tọa trấn lịch mấy ngàn năm mà không suy mới có thể xưng thế gia mà chính đại thượng tông cùng thế gia tương tự đồng dạng đều có thăng huyền tồn tại chỉ là cũng không phải là gia tộc mà là tông môn trong đó bồng lai đạo tiên môn thiểm châu đang đỉnh tiên tông cùng với quỳnh châu ly trần kiếm cung bởi vì là đạo quân truyền thừa lại so với những thế lực khác càng cường đại hơn bởi vậy được gọi là thánh địa những thượng tông, thế gia này mặc dù mỗi người một châu, nhưng ảnh hưởng lại phóng xạ thiên hạ. Ta nhớ rõ một trong thượng tông vạn thú môn nhiều năm trước từng xuất hiện một tên vứt độ tống vô thụy, hắn tự xưng ách thần, quấy nhiễu đến mấy châu không yên, cuối cùng vẫn là vạn thú môn phái ra thần thông tu sĩ thanh lý môn hộ, mới bình ổn trận đại loạn kia. Hoàng Hiển Quân nói tới đây cố ý dừng lại, chờ đồ để đặt câu hỏi. Triệu thần quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, trực tiếp mở miệng nói. Sư phụ, thăng huyền cảnh giới là cái gì? Hoàng Hiển Quân đã sớm đoán được triệu thần sẽ hỏi câu này nhết khóe miệng, vuốt trâu nói. Thế giới của chúng ta ở trong sách cổ được gọi là huyền thiên giới, cho nên người tu hành chính thống có thói quen đem cảnh giới tu hành chia làm ba đại cảnh giới thông huyền, động huyền và thăng huyền. Trong đó thông huyền có năm cảnh, theo thứ tự là chân khí, luyện khiếu, pháp lực, cương sát, thần thông. Động huyền và thăng huyền đều có hai cảnh giới, nhưng tên gọi cụ thể vi sư cũng không rõ ràng lắm. Dù sao sự tồn tại của tầng thứ động huyền đã là thần tiên lục địa, người thường khó gặp. Cực hạn mà tu sĩ và võ giả bình thường chúng ta có thể tiếp xúc được cũng chính là thần thông. Lời này nói xong, không đơn thuần là triệu thần mới đến, mà ngay cả phùng thương sư huynh bên cạnh cũng nghe đến say sưa. Hắn thoạt nhìn cũng là lần đầu tiên biết tri thức phân chia cảnh giới, hăng hái bừng bừng hỏi. Sư phụ, thế gia chiếm cứ cam châu chúng ta là trương dịch lý gia sao? Lý gia cũng có tồn tại cấp độ thăng huyền. Mà triệu thần ở nghiên tai lắng nghe rất nhiều, trong lòng nghĩ cũng là. Chính cái giai đoạn. Giống như du lịch thương nhân thụ lục cũng phân chính cái cấp độ A. Sưu tầm, đề nghị, hết chương này. Chương 6 Đại đạo văn tự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 đại đạo văn tự Cam Châu cũng không có thế gia, thượng tông tồn tại, bởi vì nơi này lân cận Tây vực Bách Quốc, căn cứ sư môn ta ghi lại, ở thượng cổ. Từng, cũng chính là triều đại trước khi đại hạ ta thành lập, nơi này thuộc về phạm vi thế lực của thánh địa côn luân phái mà ta vừa đề cập tới. Mà trương dịch lý gia tuy rằng cũng truyền thừa lâu đời, nhưng hôm nay lại chỉ là vọng tộc, còn chưa gọi là thế gia, trong gia tộc cũng không có thăng huyền tồn tại, nhưng nếu có thể xưng vọng tộc, chỉ sợ không thiếu động huyền chân nhân. Thương nhi, xem ra ngươi đối với giang hồ hiểu biết cũng chỉ là nửa vời, cũng không mạnh hơn sư đệ ngươi bao nhiêu a." À, hoàng Hiển Quân quán chủ cười ha hả hồi đáp. Đối với sự chế nhạo của sư phụ, Phùng sư huynh cũng không có phản ứng gì, thứ nhất da mặt hắn vốn tương đối dày, thứ hai sư phụ vẫn luôn là loại phong cách này, hắn đã sớm thành thói quen. "Sư phụ," ra khỏi ngọc môn quan đi về phía tây, ngoại trừ Đông Hoàng và một số ốc đảo lẻ tẻ, không phải một khi xâm nhập sẽ hoàn toàn mất phương hướng cũng không thể đi ra hoang mạc vô tận sao nghe vậy triệu thần ở một bên cũng dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía hoàng sư phụ trong trí nhớ của nguyên chủ hoang mạc vô tận phía tây ngọc môn cũng là cấm khu sinh mệnh ngay cả mã phỉ cũng không dám ở lại lâu dài người sau phần lớn là hoạt động ở đại mạc phía bắc bởi vì bắc mạc nối liền với bắc đình quận kim châu thường xuyên có thương đội đi tới đi lui bởi vì đề tài rốt cục trở lại vấn đề liên quan đến côn luân phái, hoàng quán chủ cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, hơi tổ chức câu sau liền nói với hai đồ đệ của mình. Ở thời đại thượng cổ, Tây Vực cũng không phải là hoang mạc vô tận, mà là do vô số tiểu quốc tạo thành, được côn luân tổ sư thái sơ đại đạo quân che chở. Theo điển tịch sư môn ghi lại, khi đó chúng ta cùng các nước Thái Tây liên hệ cũng không phải thông qua đường biển, mà là có thể trực tiếp từ Tây Vực quá cảnh nhưng ở những năm cuối thượng cổ, Thái Sơ Đạo Tổ cùng Côn Lôn phái xảy ra biến cố cực lớn, làm cho Tây vực Bách Quốc trong một đêm biến mất, hóa thành bây giờ vô tận hoang mạc. Thượng cổ cái kia vương triều cũng như vậy diệt vong, làm cho thiên hạ đại loạn, chư hầu cùng khởi. Thẳng đến triều ta cao tổ dọn sạch hoàng vũ, thành lập đại hạ, thế gian mới được hưởng hơn 8.000 năm thái bình. Hoàng sư phụ đang nói đến cao hứng bừng bừng, lại bị phùng sư huynh, vô tình, cắt ngang nói. Sư phụ, nội dung cao tổ anh liệt truyện cũng không cần lấy ra khoe khoang, ngài nói trình độ đoạn này còn kém lão trương thuyết thư quán trà. Mau trở lại công lôn cùng Tây vực Bách Quốc là như thế nào không có chủ đề. Ừ, tật xấu nói sự tình dễ lạc đề của ngài nên sửa lại. Hoàng sư phụ hứng thú bị quét, lập tức trừng mắt nhìn đồ đệ nhà mình một cái, mắng. Ngươi nhiều chuyện. Không lớn không nhỏ. Bất quá mắng thì mắng, hắn vẫn tiếp nhận phùng sư huynh nhắc nhở, hắn quét mắt phản phất hoàn toàn không chú ý tới bọn họ thầy trò cãi nhau triệu thần, tiếp tục nói. Trong điển tịch về lúc trước rốt cuộc xảy ra biến cố gì cũng nói không tỉ mỉ, có người suy đoán là thái sơ đạo quân xảy ra sự cố gì, không thể không tự mình phong ấn, lúc này mới liên lụy Tây vực Bách Quốc, mà lúc trước dừng lại ở Cam Châu không cách nào trở về thái Tây người tu hành thì cho rằng Tây vực Bách Quốc là bị kéo vào trong miệng bọn họ cái gọi là Á Không gian Tóm lại, các loại suy đoán đều có nhưng đều không có gì chứng cứ thẳng đến mấy trăm năm trước đôn hoàng một lần nữa hiện thế phong ấn thuyết mới chiếm chủ lưu nghe nói trương dịch lý gia chính là chiếm được đôn hoàng di sản mới có tộc nhân thành tự động huyền nhất cử trở thành vọng tộc sau đó người tu hành mạo hiểm đến cam châu nối liền không dứt nhưng ngoại trừ ban đầu có mấy ốc đảo xuất hiện trở lại với hiện thực sau đó không còn phát hiện nhiệt độ mới dần dần hạ xuống nói tới đây hoàng quán chủ chuyển đề tài, chỉ vào quyển sách bí tịch trong tay triệu thần, cười nói. Mà quyển kim lâu ngọc thất thập nhị trọng môn hành khí bí lục này chính là một vị tu sĩ nào đó ở trong một ốc đảo lấy được, truyền thuyết chính là đạo quân đích truyền trụ cột luyện khí pháp môn, bị ta cơ duyên xảo hợp lấy được, hôm nay liền chính thức truyền cho ngươi đi. Điển tịch quý giá như vậy liền cho ta như vậy. Có phải quá mức trò đùa hay không? Triệu thần vốn có chút kích động nghe nói như thế ngược lại nhận ra một tia không thích hợp. Tuy rằng hắn còn không biết đạo quân ý vị như thế nào, nhưng chỉ nghe xưng hô cũng biết đó là một vị trí cao vô thượng tồn tại. Mắt nhìn Hoàng sư phụ mỉm cười nhìn mình, lại nhìn Phùng Sư Huynh trong mắt không có bất kỳ tham lam cùng đố kỵ nào, triệu thần trong nháy mắt ngộ. Phùng Sư Huynh chưa chắc không biết chuyện xưa của Phái Côn Luân và Tây Vực Bách Quốc, Hoàng sư phụ cũng không phải đơn thuần đang dạy thêm cho chúng ta. Hai thầy trò này đang diễn trò ở đây. Bọn họ một sướng một hòa, một hỏi một đáp, kỳ thực chính là để nhấn mạnh sự trân quý của quyển Kim Lâu Ngọc Thất thập nhị trọng môn hành khí bí lục này, để báo đáp nhân tình Triệu Tung phái hỏa súng đội hộ tống Kim Tiêu Vũ quán đi quận thành. Dù sao cái này tiện nghi sư phụ cũng nói, hắn công phu bản thân không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể cầm bản này góp đủ số. Không hổ là người từng trải, nếu đổi lại là đứa trẻ ngoan ngoãn của nguyên chủ, lúc này sợ là đã mang ơn rồi. Mặt khác, bọn hắn như vậy ra sức khoác lác, kim lâu ngọc thất thập nhị trọng môn hành khí bí lục, ngược lại nói rõ bản này đạo quân đích truyền chỉ sợ có chút vấn đề. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, triệu thần đã đem tâm tư hoàng hiển quân sờ soạn bảy tám phần, vì thế trực tiếp mở ra phần bí tịch trong tay này, nhanh chóng lật xem. Nội dung rèn thể phía trước ngược lại không có gì, chính là thái ất ngũ hành quyền, nguyên chủ đều tập luyện qua mấy ngày, về phần công pháp tốt xấu, triệu thần trước mắt còn chưa có nhãn lực cùng trình độ phân biệt kia. Nhưng sau đó quan tưởng tâm pháp cùng hành khí pháp môn lại là dùng một loại văn tự hình gần sóng tự như vân thủy viết mà thành, vẻn vẹn chỉ là nhìn bút phát, đã làm cho người ta cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, nhưng lại giống như hố đen hấp dẫn ánh mắt người, phản phất trong những gần sóng kia cất dấu huyền ảo tuyệt vời. Lúc này, hoàng hiển quân nhận thấy triệu thần dừng lại quá lâu, mở miệng nhắc nhở không nên xem nhiều văn tự thời gian dài tinh thần sẽ bị ảnh hưởng những lời này tại triệu thần trong đầu như sấm nổ đồng dạng vang lên để cho hắn mãnh liệt lấy lại tinh thần không khỏi có chút sợ hãi bởi vì vừa rồi cảm giác cùng hắn tiến vào thế giới này trước nhìn thẳng những cái kia không thể gọi tên trạng đùa ý lúc nhỏ cảm thụ rất giống nhau sư phụ đây là văn tự gì triệu thần lau mồ hôi lạnh trên trán giọng nói khô khốc dò hỏi đây là thường cổ vân triện chính là đại đạo văn tự một loại trong đó ẩn chứa bản nguyên đạo lý của bản công pháp này nhưng cũng rất nguy hiểm nhìn nhiều rất dễ dàng lâm vào điên cuồng thậm chí hóa thành quái vật triệu thần mơ hồ cảm thấy ánh mắt của tiện nghi sư phụ nhìn mình có chút cổ quái bất quá lực chú ý của hắn bây giờ còn ở trên bí tịch trong tay cũng không quá để ý chỉ truy vấn đại đạo văn tự vì sao lại nguy hiểm không phải văn tự nguy hiểm là bởi vì tri thức có độc, bất luận cái gì liên quan đến quy luật, quy tắc, bản chất miêu tả cùng giải thích đều có nguy hiểm rất lớn, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định sau mới có thể thừa nhận. Cho nên, đại đa số điển tịch cũng chỉ là miêu tả phương pháp cùng quá trình, để cho học tập điển tịch người tại không ngừng lặp lại rèn luyện trung tự mình quy nạp tổng kết, như vậy tương đối an toàn. Đương nhiên, nếu như chỉ là công pháp rèn thể, luyện khí, pháp lực ở địa phương mấu chốt dùng một ít ám ngữ ước định cũng được, chỉ cần không trực tiếp viết ra, tính nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn. Tỷ như trong tay ngươi quyển Kim Lâu Ngọc thất thập nhị trọng môn hành khí bí lục, phía sau liền kèm theo giải văn danh gia đối với đoạn vân truyện kia phiên dịch cùng chú giải ám ngữ. Mà đại đạo văn tự kỳ thật thường thường là bị dùng để đi trình bày thiên địa chí lý, đại đạo bản nguyên. Nó vừa nguy hiểm, lại là đối với người bình thường bảo hộ người bình thường thấy đại đạo văn tự nhiều nhất cảm thấy choáng váng hoa mắt tựa như sư huynh ngươi mà có thể bị nó hấp dẫn chứng tỏ linh hồn ngươi trời sinh cường đại ngộ tính rất cao coi như là hạt giống tu đạo hoàng hiển quân nói tới đây tiếc núi thở dài nếu như không phải ta đưa danh ngạch trong tay cho nhị sư huynh ngươi thật nên đề cử ngươi đến vũ vương tông ta tu hành kiến thức có độc đạo lý giải thích bản chất sẽ khiến người ta điên cuồng khó trách vương triều đại hạ phát triển hơn 8.000 năm, khoa học kỹ thuật cũng mới trình độ này. Hoặc là nói, chỉ dựa vào kinh nghiệm tổng kết, không cách nào thâm nhập nghiên cứu nguyên lý dưới tình huống, có thể phát triển đến bây giờ trình độ có lẽ vẫn là bởi vì có yêu thích khoa học kỹ thuật cao cảnh giới tu sĩ tồn tại đi. Hết chương này. Chương 7 Lại vào tinh tra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Lại vào ngôi sao tuy nhiên, nguồn gốc của cái gọi là kiến thức độc hại là gì là đặc điểm độc đáo của thế giới này hay là nguyên nhân bên ngoài nào khác chẳng hạn như những vật thể không tên bên ngoài thế giới mà tôi đã gặp chúng nó không muốn thế giới này phát triển ra quá nhiều cao cấp chiến lược hoặc tuyến đầu khoa học kỹ thuật cho nên mới để cho tri thức có độc suy nghĩ của triệu thần dần dần phát tán ra nhất thời càng bay càng xa thấy hắn lâm vào trầm tư Hoàng hiển quân quán chủ cũng không nghĩ tới tiểu đệ tử nhà mình lại đi suy tư một ít đồ chơi chết người, chỉ cho rằng hắn đối với Kim Lâu Ngọc thất thập nhị trọng môn hành khí bí lục cũng không hài lòng, cho nên mở miệng nhấn mạnh lần nữa. Thượng cổ vân triện, tuy rằng nguy hiểm, nhưng bản bí lục chân khí cảnh giới này có thể tu hành vẫn giá trị xa xỉ như cũ. Hơn nửa đoạn phiên dịch cùng chú giải ám ngữ phía sau, nếu như bắt được người tu hành trong hội nghị đi giao dịch, ít nhất cũng có thể bán ra 500 quan nói đến phiên dịch và chú giải đối với vân triện thượng cổ, trong giọng nói của quán chủ Hoàng Hiển Quân có chút đắc ý. Nghe giọng điệu này, cái gọi là giải văn danh gia, lúc trước ngươi nói sẽ không phải là chính ngài chứ. Triệu thần lấy lại tinh thần không nhịn được trong lòng phun tào một câu. Vị sư phụ tiện nghi này tuy rằng hiện tại nghèo túng, phản phất chỉ là một võ giả bình thường biết một hai tuyệt kỹ, nhưng theo lời tự thuật vừa rồi, hơn nữa bằng chứng ngày hôm qua cùng hắn luận võ, hoàng sam súng sĩ, buôn bán thổi phòng lẫn nhau, có thể biết vị nhất tiêu chấn xích kim này xuất thân từ một tông môn tên là Vũ Vương Tông, mà nguyên bản ít nhất cũng là cao nhân cảnh giới, pháp lực cảnh giới thứ ba của thông huyền, chỉ là không biết vì sao bị phế bỏ công lực, trục xuất sư. Môn mà thôi. Hắn tuy rằng công lực mất hết, nhưng cảnh giới khả năng vẫn còn, cho nên mới có năng lực giải thích ra thượng cổ vân truyện nội dung. Mặt khác, nếu như quyển bí lục này thật sự có thể bán được 500 quan, vậy giá trị thật không nhỏ. Dù sao thân thể này của ta tiện nghi cha, kinh doanh một năm lợi nhuận rõ ràng cũng chỉ 500 đến 800 quan. Tiện nghi sư phụ tuy rằng vừa tự kỷ, lại thích khoe khoang, nhưng bản lĩnh vẫn phải có. Triệu thần âm thầm suy nghĩ. Vào mùa hè hiện nay, một nghìn văn tiền là một quan, mà gạo đỏ rẻ nhất mỗi cân chỉ cần hai đến ba văn trong đó phần lớn là chi phí vận chuyển và lưu trữ. Mà sức mua của tiền nhất quán tương đương với 8.900 RMB, thậm chí nhiều hơn. Về phần gạo đỏ, lại là một loại lương thực đặc biệt của giới này do chính phủ cung cấp, vị rất kém cỏi, cũng không có dinh dưỡng gì, nhưng miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng. Chỗ tốt của nó ở chỗ giá cả cực kỳ rẻ, và lại quan phủ gần như có thể cung ứng vô hạn lượng. Nhưng người thường ăn gạo đỏ tự hồ đều sống không lâu tuyệt đại bộ phận đều sống không đến 40, một khi tập võ còn chết nhanh hơn, liền ngay cả sơn tặc thổ phỉ cướp bóc cũng sẽ không cướp loại lương thực này. Triệu thần lại thu hồi suy nghĩ đã phát tán, khép bí lục trong tay lại, thi lễ với Hoàng Hiển Quân nói. Đa tạ sư phụ ban thưởng. Thấy tiểu đồ để rốt cục tán thành giá trị của Kim Lâu Ngọc thất thập nhị trọng môn hành khí bí lục, Hoàng Hiển Quân cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm, cười nói. Người tu hành còn vấn đề gì không? hôm nay đã rảnh, vi sư ta đơn giản giải đáp. Triệu thần nghĩ đến điều kiện tất yếu để tiến vào Đại Nhật Tinh Kỳ, thử hỏi. Sư phụ, cái gì là nhập tỉnh? Nhập tỉnh ta, nếu như là thương nhi hỏi cái này, ta đây nhất định mắng hắn mơ mộng hảo huyền. Hoàng hiển quân nghe vậy lần nữa nâng cái giá lên, khi nhìn tam đệ tử phùng thương đồng thời vuốt trâu nói, nhưng ngươi không giống, làm hạt giống tu đạo, ngươi hỏi công việc nhập tỉnh, ngược lại là đúng lúc, Thấy vậy, triệu thần rất thức thời nói tiếp. Vì sao? Hoàng hiển quân không trực tiếp trả lời, mà chuyển đề tài, nói chuyện khác. Ta vừa mới nói qua, tu hành chia làm thông huyền, động huyền, thăng huyền ba đại tầng thứ cảnh giới, mà thông huyền đệ nhất cảnh cũng đã là chân khí cảnh, hoàn toàn không đề cập trước đó đoán thể giai đoạn, biết vì sao không? Triệu thần thành thật lắc đầu, trong lòng hắn kỳ thật cũng có nghi vấn này, dù sao trong trí nhớ của nguyên chủ, hoàng sư phụ khi giáo sư thái ất ngũ hành quyền từng nói qua rèn thể viên mãn chân khí tự sinh muốn tu thành chân khí vô luận như thế nào cũng tránh không thoát cảnh giới này mới đúng đó là bởi vì tu hành tông môn hoặc là tu hành gia tộc đệ tử cũng không cần giống như bình thường võ giả giống nhau thông qua ngày ngày mài thân thể cường kiện thể phách đến tiến hành rèn thể tiện đa lớn mạnh tự thân hồn phách Bọn họ hoặc là trực tiếp chọn giống như ngươi trời sinh linh hồn cường đại hoặc là thể phách cường đại tu đạo hạt giống, hoặc là vì đệ tử nhà mình, tộc nhân từ nhỏ tiến hành tắm thuốc, ăn linh cốc, lớn mạnh hồn phách, hoặc là có bảo vật hoặc là cường đại tu sĩ dùng tự thân thần thông phụ trợ đệ tử quan tưởng. Tóm lại, đệ tử tu hành tông môn hoặc gia tộc, khi thân thể 13-14 tuổi mới trưởng thành lần đầu tiên tu luyện, chính là bắt đầu từ nhập tỉnh quán tưởng, sinh ra linh giác, lại phối hợp với tâm pháp, nhà cao cửa rộng tiến hành rèn thể cứ như vậy làm ít công to bình thường tu hành tông môn trong trăm ngày là có thể rèn thể viên mãn trúc cơ thành công ngưng tụ ra một ngụm chân khí cũng chính là cái gọi là bách nhật trúc cơ mà trên thực tế đệ tử thượng tông ngay cả trăm ngày cũng không cần thậm chí có ví dụ nhập tỉnh đại thành lập địa trúc cơ trái lại võ giả bình thường nói tới đây hoàng hiển quân quét mắt nhìn phùng thương thần sắc ảm đạm xuống tiếp tục nói, võ giả bình thường ngày qua ngày rèn luyện, muốn rèn thể viên mãn cũng phải 7-8 năm, đây vẫn là có công pháp rèn thể hoàn thiện, vả lại thành công nhập tỉnh mới được. Mà rất nhiều võ giả truyền thừa có lẽ công kích thủ đoạn sắc bén, nhưng cũng không thể đem thân thể chi tiết chỗ rèn luyện đến, dẫn đến căn bản bước không ra sinh thành chân khí một bước kia. Bởi vậy, có một bộ phận rất lớn võ giả không tiếp xúc được tu hành công pháp liền đem đoán thể tầng thứ này xưng là vấn huyền cảnh lấy khấu vấn huyền thiên tu hành lộ, ý tứ. Tóm lại, hồn phách tương liên, thể phách cường tráng, linh hồn tự cường. Mà linh hồn càng mạnh, nhập tỉnh cũng lại càng dễ dàng, một khi nhập tỉnh đại thành sinh ra linh giác, là có thể dẫn dắt thân thể tự thân các nơi cộng hưởng, luyện thành chân khí thứ nhất. Một hơi nói xong những lời này, Hoàng Hiển quân trở về phòng trong, lấy ra một cái trục vẽ, mở ra trải trên bàn. Triệu thần tập trung nhìn lại, chính là vũ vương trị thủy đồ mà hắn vừa xuyên qua sau khi tỉnh lại, chỉ là một bức trong tay quán chủ này càng có thần vận. Cái này, vũ vương trị thủy đồ là ta pháp lực chưa bị hủy bỏ trước tự tay vẽ, còn lưu lại vài phần hình ý, thường xuyên quan sát mô phỏng kỳ thật có một chút xíu lớn mạnh linh hồn tác dụng, cho nên ta trước mới phân phó các ngươi tiến hành mô phỏng. Phùng thương sờ sờ đầu của mình, cũng không quể oải ở phương diện này hắn đã sớm bị mắng quen thì ra bức tranh ta nhìn thấy trong phòng võ quán là do nguyên chủ mô phỏng. Trình độ nguyên chủ cao như vậy sao? Lúc triệu thần xoay chuyển tâm tư, chợt nghe Hoàng Hiển Quân nói tiếp. Ngươi hiện tại bày ra thái ất ngũ hành quyền bên trong tỉnh cộc, sau đó ở trong đầu phát họa ra vũ vương trị thủy đồ bên trong tùy tiện một kiện đồ vật, không nên chọn quá phức tạp. Bức này, vũ vương trị thủy đồ ở lưu lại thần ý, cho nên tất nhiên sẽ cho ngươi ấn tượng khác sâu, đối với ngươi loại này tu đạo hạt giống mà nói phát họa ra một bộ phận hình ảnh sẽ không rất khó. Nhớ kỹ, ông nguyên thủ nhất, thủ nhất nhi tỉnh. Triệu thần y theo miêu tả của Hoàng Hiển Quân, bày ra tư thế, sau đó chậm rãi thu hẹp suy nghĩ, tưởng tượng ra con sông trong bức tranh kia. Không biết qua bao lâu, trong mắt hắn tầm mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, phản phất thấy được thân thể của mình bên trong, thấy được tự thân tuần hoàng lặp đi lặp lại huyết dịch. Đây là nội thị đây không phải là nhập tỉnh đại thành linh giác sau khi sinh ra mới có thần gì sao kết hợp với lời kể của sư phụ hắn rất nhanh liền hiểu rõ trạng thái trước mắt của bản thân bất quá bởi vì chỉ là đơn thuần nhập tỉnh thiếu đồng bộ quan ý tưởng cùng tâm pháp cho nên chỉ có thể nhìn lại không có biện pháp can thiệp hoặc tu luyện sau một hồi mới mẻ trong lòng triệu thần khẽ nhúc nhích không hề tưởng tượng sông lớn nữa ngược lại ở trong đầu phát họa ra hình ảnh cửu diệu kim chương vì vậy, sau một khắc, hắn cũng đã đặt mình trong tòa cung điện bị sương mù bao phủ tuyệt đại bộ phận không gian kia. Quả nhiên lại tiến vào. Hết chương này. Chương 8 Biến cố Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Thay đổi trấn băng tuyền, cửa gốc nhà phú thương triệu tung. Một người trẻ tuổi mặc dầu mở vương cổ theo khe cửa nửa mở nhìn vào bên trong, cũng không dám thật sự đi vào. Một lát sau, cánh cửa khép hờ hoàn toàn bị đẩy ra, một nha hoàng ước chừng 15-16 tuổi bước chậm rãi mà ưu nhã bước nhỏ, từ trong trạch viện đi ra. Nha hoàng này sinh ra thanh lệ thanh nhã, làn da bóng loáng mềm mại, làm cho vị thanh niên canh giữ ở cửa kia hai mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy đối phương không biết vì sao so với dĩ vãng đẹp hơn rất nhiều, không khỏi thất thần một lát. Nhưng trong lòng hắn chứa chuyện, cho nên rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hành lễ với nha hoàng đứng trong cửa có chút vội vàng hỏi. Bái kiến hương tuyết mùi mùi. Tỷ tỷ của ta đâu? Nói xong, hắn lại vương cổ nhìn, nhưng không thấy thân ảnh quen thuộc. Nha hoàng tên là hương tuyết trong lúc hắn hành lễ cuốn quyết tránh đi, sau đó mới tay phải đè tay trái, đầu gối hơi công phúc thân, cũng mở miệng nói. Công tử là thân đệ của Mai Di Nương, cũng không có đạo lý hành lễ với nha hoàng ta. Nói tới đây, nàng dừng lại, mới tiếp tục nói, mặt khác, Mai Di Nương hôm nay cũng không ở trong phủ, mà là cùng lão gia phu nhân cáo thỉnh, đi tiểu sơn tự ngoài trấn dân hương. Đi chùa tiểu sơn dân hương. Thời điểm mấu chốt này sao lại đi dân hương? Người trẻ tuổi lòng dạ tương đối nông, trên mặt toát ra vẻ không dám tin. Một hồi lâu sau, hắn mới cố gắng giả bộ trấn định, ngữ khí cứng nhắc hỏi. Vậy thần công tử đâu? Bởi vì căng thẳng, Hắn thiếu chút nữa đem hắn còn sống không hỏi ra khỏi miệng. Làm như đã sớm biết đối phương sẽ hỏi, Hương Tuyết không chần chờ liền đưa ra đáp án. Thần công tử sáng sớm đã đi kim tiêu võ quán luyện võ. Vẫn chưa chết. Phương hư tử kia nhìn đạo cốt tiên phong, sao lại không đáng tin như vậy. Người trẻ tuổi họ Mai oán thầm vài câu, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại dần dần thả lỏng xuống, còn sinh ra ý niệm đi tìm Phương hư tử tính sổ lại cùng nha hoàng trong lòng nói đùa vài câu, sau khi chọc cho trong mắt mang xấu hổ, người trẻ tuổi mới đưa ra cáo từ, sau đó liền hướng phương hướng trấn đông mà đi. Mà sau khi hắn xoay người, ngượng ngùng trên mặt hương tuyết trong nháy mắt biến mất, nạn ý vị thâm trường nhìn chầm chầm bóng lưng người trẻ tuổi vài lần, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong cung điện đại nhật tinh, triệu thần ngồi ở chỗ ngồi do sáu con kim long cuốn quanh mà thành, vương tay phải chỉ ra quyển sách ngọc trên thư án trước mặt. Lại nói tiếp, bởi vì thân thể còn đang đứng tỉnh cọc trước mặt sư phụ, hắn vốn định sau khi xác nhận có thể thông qua nhập tỉnh tiến vào nơi này liền lập tức trở về hiện thực, nhưng vừa mới chuyển qua ý niệm này, liền phát hiện ngọc sách trên thư án đang lóe ra quan mang, phản phất đang nhắc nhở hắn có nội dung mới, đổi mới. Triệu thần nói thầm vài câu, suy nghĩ một chút cảm thấy nhìn một cái cũng trì hoãn không được bao lâu, vì thế mở sách ngọc, lật đến trang có nội dung mới. Đập vào mắt chính là đời bán hàng hóa lan, cũng chính là danh sách hàng hóa có thể bán cho bảo khố tinh kỳ trên đó thình lình xuất hiện giới thiệu và giá cả của kim lâu ngọc thất thập nhị trọng môn hành khí bí lục và chú giải bản hoàng hiển quân chú giải phiên dịch kia thật đúng là sư phụ viết a à. triệu thần khóe miệng co rút tiếp theo vừa hồi tưởng giới thiệu có liên quan đến danh sách hàng hóa đợi bán vừa ở trong lòng suy nghĩ nói ta nhanh chóng xem qua một lần tri thức liền hoàn chỉnh bị ngọc sách ghi chép lại trở thành hàng hóa có thể bán cho nó mặt khác tri thức loại thương phẩm không cần nguyên bản cho dù bán cho tinh thổ bí tịch vẫn sẽ tồn tại nhưng không thể lặp lại bán ra giống nhau tri thức mà vật phẩm loại thì ngược lại có thể bán cho tinh thổ loại hình giống nhau vật phẩm nhưng mỗi lần đều là nọc lên nguyên bản cũng đúng tri thức bình thường là có thể phục chế dù là bí tịch không có sư phụ phỏng chừng từng phút lại có thể làm ra một phần tự nhiên không có khả năng lặp lại bán trong lúc suy nghĩ chuyển động tầm mắt triệu thần cũng rơi vào giới thiệu vắng tắt về hai phần hàng hóa mới xuất hiện, nghiêm túc độc Kim Lâu Ngọc Thất Thập Nhị Trọng Môn Hành Khí Bí Lục là bộ phận luyện khí của công pháp trung tâm thiên ngao thành của phái Côn Luân, nội hàm là rèn thể võ học Thái Ất Ngũ Hành Quyền, chân khí võ học Thái Ất Huyền Môn Kiếm, cùng với thiên ngao Kim Lâu Ngọc Thất Đồ, Thái Sơ Kim Ngọc Dẫn Đạo Pháp và các bí tịch cơ sở luyện khí khác. Bởi vì nội hàm đại đạo văn tự, giá thu hồi tiêu chuẩn của tinh kỳ là 400 tinh tệ. Thái sơ Kim Ngọc dẫn đạo Pháp, chú giải sai lầm, trong giải thích mang theo đại lượng cảm ngộ của chính mình, đã mất đi ý thái sơ, khiến cho tâm Pháp này hoàn toàn biến thành quan tưởng tâm Pháp bình thường, không có khả năng kết nối với công Pháp tiếp theo của thái sơ cửu thiên sinh thần Ngọc Chương. Nhưng đối với người bình thường mà nói tu luyện tương đối an toàn. Giá thu hồi tiêu chuẩn của tinh kỳ là 10 tinh tệ cộng lại cũng chính là 410 tinh tệ. Mà sư phụ cảm thấy quyển bí tịch hắn chú giải này có thể bán ra 500 quan. Như vậy xem ra, sức mua của một tinh tệ và một quan tiền tựa hồ không kém bao nhiêu. ân, ừ, sư phụ đối với năng lực giải thích đại đạo văn tự của hắn có lẽ đánh giá quá cao, cho nên mới cảm thấy chú giải phiên dịch của hắn càng đáng giá. Mà trên thực tế, bản thân hành khí bí lục của Kim Lâu Ngọc thất thập nhị trọng môn mới có giá trị cao hơn sư phụ nơi này ngược lại là không khoác lác nó thật sự là thái sơ đạo quân đạo thống lưu lại công pháp giá tái chế tiêu chuẩn có nghĩa là gì chẳng lẽ còn có thể mặc cả sao triệu thần vừa nghĩ tới đây trên ngọc sách liền hiện lên một hàng văn tự lục vị của ngài tạm thời không ủng hộ nghị giá tinh kỳ này quả nhiên là có thể đọc tâm ta từ ngày hôm qua nó chơi trò lừa gạt tiêu phí kia liền có thể thấy được manh mối hoặc là nói ta cùng tinh kỳ quan hệ mật thiết, nó có thể biết ta đang suy nghĩ cái gì. đây cũng không phải là chuyện tốt gì. triệu thần híp híp mắt, không tiếp tục suy tư nữa, miễn cho trước lấy phản ứng không tốt của tinh kỳ, tỉ như lại để cho mình đeo trên lưng càng nhiều nợ nần, cưỡng ép trói buộc gì đó. tiện tay khép sách ngọc lại, triệu thần không có ý định ở chỗ này lâu hơn nữa, mặc dù muốn bán bí tịch trả nợ, cũng tốt nhất chờ buổi tối bên ngoài không có người lại thử vì thế hắn dựa theo kinh nghiệm lần trước trời đi tập trung tinh thần, sau đó trước mắt chợt tối sầm, chờ ý thức khôi phục lần nữa, đã về tới hiện thực, nhìn thấy sư phụ Hoàng Hiển quân quán chủ đang mỉm cười đánh giá hắn. Lần đầu tiên nhập tỉnh lại có thể tiến hành quan tưởng tầng sâu, tiếp cận với đại thành. Tuy rằng điều này không thể tách rời tác dụng phụ trợ của Vũ Vương Trị Thủy Đồ và dẫn dắt tinh thần của ta, nhưng biểu hiện của thần nhi ngươi như vậy cho dù ở trong hạt giống tu đạo trong vũ vương tông ta cũng coi như thiên tài rồi. Ta có thể như vậy, thiên tài, ngoài trừ hai đời làm người linh hồn có lẽ quả thật tương đối cường đại bên ngoài, hơn phân nửa còn cùng cái kia nữa, du lịch thương nhân, lục vị có quan hệ. Triệu thần trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt thì lần nữa hướng hoàng hiển quân hành lễ nói. Đa tạ sư phụ giúp ta, nhập tỉnh tuy rằng hoàng sư phụ cường điệu nhập tỉnh điều kiện tiên quyết là linh hồn đủ mạnh nhìn như mình đã có nhưng thiếu dẫn dắt cùng phương pháp phải dựa vào chính mình tìm tòi ra còn không biết phải mất bao lâu cho nên tiếng cảm ơn này triệu thần đạo chính là chân tâm thật ý hoàng hiển quân cũng không khách khí sau khi nhận lễ này của đồ đệ mới dặn dò ngươi hẳn là đã nhớ kỹ cảm giác nhập tỉnh sau này cho dù không có vi sư dẫn dắt thử thêm vài lần cũng có thể thành công nếu như vẫn không được liền tới tìm vi sư mua ta đặt chế an thần hương có thể phụ trợ ngươi tỉnh tâm tám trăm văn một trụ rất trẻ đấy nghe được lời của hắn triệu thần ngẩn ngơ mắt nhìn hoàng sư phụ mặt ngoài chính nghĩa lẫm liệt đức cao nhìn lại trong lòng phun tạo nói rốt cuộc tôi là thương nhân du lịch hay là ngài vậy cái này tính là gì có đồ đệ như thế nào thì có sư phụ như thế đó sao bên kia Người trẻ tuổi họ mai lại đẩy cửa lớn tòa nhà độc nhãn đạo sĩ Phương Hư Tử ra, trong sân lại không phát hiện bóng dáng đối phương, chỉ có rất nhiều dược liệu rải rác đầy đất, còn mơ hồ có vết máu lưu lại, thoạt nhìn giống như là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người trẻ tuổi hiển nhiên không có gì cảnh giác tâm, nhìn thấy cảnh tượng này phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là đạo sĩ chạy trốn. Vì thế hắn không chút suy nghĩ liền bước nhanh vọt vào chính đường, ngay sau đó liền thấy được một màn làm hắn tâm can đều tan chỉ thấy một đầu cao hơn 2 mét, dài 5-6 mét, sau lưng sinh ra hai sừng, thân hình như sài lan quái vật đang nằm úp sấp ở trong phòng khách, trên cổ lại có hai cái đầu, một cái mặt hướng về người trẻ tuổi, chính là tà đạo phương hư tử bộ dáng. Mà một cái đầu khác thì sinh ra xinh đẹp trắng nõn, quyến rũ động lòng người, tuy rằng chỉ có nghiêng mặt, nhưng nam tử trẻ tuổi vẫn là nhận ra dung mạo của nó thuộc về ai, là lấy thất thanh kêu lên. Tỷ tỷ. Chương nói được ít, không ai bình luận, bất đắc dĩ tạm thời điều chỉnh một chút kịch bản trình tự, cho nên chậm vài phút, hết chương này. Chương 9 Gặp phải Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 gặp gỡ trong chính sảnh của võ quán Kim Tiêu, triệu thần một hơi mua 10 cây an thần hương, sau khi cùng sư phụ, sư huynh chia sẻ một phen tâm đắc, nhập tỉnh của mình, thấy tâm tình hoàng hiển quân tự hộ rất tốt, lúc này mới thử dò hỏi. Sư phụ, Pháp thuật là chỉ có pháp lực cảnh giới cao nhân mới có thể sử dụng sao? Hắn muốn biết rõ ràng Phương hư tử đem nguyên chủ nguyên rủa mà chết rốt cuộc là tu vi cấp độ gì. Pháp thuật đứng đắn, đúng là phải đến cảnh giới pháp lực mới có thể tu thành, nhưng một ít thuật pháp thô thiển ngay cả thần bà thôn hán cũng có thể đùa một hai tay, chẳng qua loại pháp thuật phía sau này khó luyện dễ phá, cấm kỵ rất nhiều, đại bộ phận dùng máu chó đen, nước tiểu đồng tử là có thể phá đi, không có giá trị gì. Nói tới đây Hoàng hiển quân liếc mắt nhìn triệu thần một cái, tự hồ sợ đồ đệ này đi lên tà lộ, lại tiếp tục nói, ngươi là thấy ta luận võ lúc sử dụng đạo pháp thuật kim tiêu kia mới muốn hỏi đi. Nhưng tình huống của ta là có chút đặc thù. Vi sư lúc trước cũng là vũ vương tông bên trong nhân vật mặt mũi, tuổi còn trẻ liền cô động hơn 10 đạo bổn mạng pháp thuật, mà kim tiêu chỉ là trong đó không thu hút nhất, quy lực kém cỏi nhất một đạo. Nhưng tại vi sư đúc thành sai lầm lớn, bị hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn về sau bảo lưu lại còn có thể sử dụng cũng chỉ còn lại có đạo này kim tiêu pháp thuật nhưng dù vậy lấy hiện tại thân thể thôi động pháp thuật vi sư cũng phải trả giá không nhỏ đại giới đây cũng là vi sư luận võ cuối cùng bị thu nguyên nhân đã từng đứng đắn tu thành pháp thuật còn như thế càng miễn bàn những cái kia dựa vào đủ loại ngoại vật mạnh mẽ thi triển thuật pháp một khi phá cấm kỵ cái gọi là cấm kỵ chính là cưỡng ép tu luyện thuật pháp lúc cần tránh một ít tình huống có thuật pháp liền yêu cầu người sử dụng không thể ăn thịt bò thịt dê có thì yêu cầu phải quanh năm ngâm mình trong biển không phải trường hợp cá biệt mà một khi phá cấm kỵ hoặc là gặp phải cắn trả thì thuật giả lập tức tử vong đều là nhẹ thậm chí có thể hóa thành quái vật hoặc tà ma triệu thần nghe vậy lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới thuật pháp thất bại cắn trả di chứng lớn như vậy bởi vì rất nhiều thuật pháp đều đến từ tà ma, sau khi phá cấm kỵ hoặc gặp phải cắn trả, thuật pháp sẽ nuốt chửng chủ nhân ngược lại, chuyển hóa sang tà ma. Về phần tà ma là cái gì, hiện tại ngươi không nên biết. Dừng một chút, quán chủ hoàng hiển quân trịnh trọng nhấn mạnh, tóm lại, trước khi pháp lực cảnh, tốt nhất không nên đụng chạm pháp thuật. Nếu cần chiến đấu, dùng hỏa súng chẳng lẽ không tốt sao? Quy lực kia mạnh hơn thuật pháp nữa vời nhiều. Quả thật, súng ống có thể xem như cường lực công kích từ xa pháp thuật trong lòng tuy rằng cực kỳ đồng ý nhưng triệu thần vẫn giả vờ bất tử truy vấn chẳng lẽ không có ngoại lệ thật sự không có chân khí hoặc luyện khiếu có thể dùng pháp thuật tự nhiên là có ngoại lệ có một ít loại pháp thuật năng lực hoặc là nói dị năng mặc dù so ra kém đứng đáng pháp thuật uy lực nhưng sử dụng lên mặt ngoại xác thực không có gì hạn chế bất quá trên thực tế khả năng sau cấm kỵ cần trả giá đại giới còn lớn hơn nhiều. Thấy cảm xúc của sư phụ tự hồ có chút không đúng, triệu thần thức thời không hỏi nữa, mà là chuyển đề tài, nói đến một ít nghi nan mà nguyên chủ gặp phải khi tu tập thái ất ngũ hành quyền, kết quả nhất nhất được sư phụ cùng sư huynh chỉ điểm. Chờ vấn đề đều được giải quyết, sư phụ cũng bưng chén trà lên, triệu thần mới chủ động đưa ra cáo từ, đến cửa hội hợp lại thăm dò một bụng bát quái của gã sai vặt phong khúc, rời khỏi võ quán tam sư huynh phùng thương một đường đưa tiểu sư đệ đến cửa võ quán sau đó mới quay người trở lại chính sảnh nghi hoặc nói với sư phụ sư phụ thật sự có cần phải đem pháp môn trân quý như vậy cho tiểu sư đệ không hiện tại có thêm một đội hỏa súng hộ tống nhìn như an ổn nhưng mục tiêu lại lớn hơn hoàng hiển quân quán chủ uống một ngụm nước trà lắc đầu nói nếu như lúc trước ta luận võ không sử dụng kim tiêu vậy ngươi nói quả thật không sai nhưng dùng thân thể phế công này mạnh mẽ hành động dùng pháp thuật bổn mạng tất nhiên sẽ tổn hại khí số của ta tuy rằng không bao lâu nữa có thể khôi phục nhưng nửa tháng gần đây vận khí sợ là sẽ rất hỏng bét cho nên mới không thể không mượn thế lực trong nhà tiểu sư đệ ngươi hộ tống tả hữu bất quá là một quyển truyền bá rất rộng bí tịch có giá trị vẫn là chính ta phiên dịch chú giải cho hắn ngược lại cũng không có gì coi như ngày sau hai nhà hợp tác thành ý bất quá vì tiểu sư đệ này thiên phú thật tốt tương lai rất có thể đi tới cảnh giới pháp thuật cho nên mới nhắc nhở hắn vài câu miễn cho hắn đi vào tà lộ thì ra là thế phùng thương giật mình tiện đà cười nói sư phụ ta còn tưởng rằng người sẽ giới thiệu tiểu sư đệ cho vũ vương tông chướng vũ vương tông ta cũng không thiếu một hai hạt giống tu đạo không cần quá ân cần hơn nữa ta vừa mới đề cập nhiều lần như vậy hắn nếu như chính mình muốn đi tự nhiên sẽ đi mà ta sẽ không lại nhiều người tiến cử gia nhập tông môn phùng thương thấy thế mặc dù không biết nguyên nhân nhưng cũng rõ ràng không nên tiếp tục đề tài này ngược lại nói lên cái khác sư phụ chúng ta cũng không phải thương nhân kỳ thật ngài không cần phải tiếp nhận cái kia đi đôn hoàng thương lộ ta biết nhưng ta mơ hồ cảm giác bầu không khí trong trấn có chút không thích hợp ở lại đây rất có thể sẽ bất lợi cho ta hơn nữa gần đây khí số đang ở đáy vực cho nên vẫn thuận thế rời khỏi khu xích kim thì tốt hơn quán chủ hoàng hiển quân ngưng trọng nói bên kia rời khỏi võ quán triệu thần không có lập tức về nhà mà là vừa ở trên đường đi dạo quen thuộc thế giới này phong thổ nhân tình vừa thuận miệng đối bên người gã sai vặt nói phong khúc ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua nói qua trấn đông ra cái chuyên trọng gà trống trọng gà đạo tặc hắn đã xem qua giới thiệu vắng tắc phá hồn đoạt phách nguyền rũ thuật trong danh sách đổi biết cấm kỵ thi triển pháp thuật này chính là không thể nghe gà trống gáy cái gọi là trộm gà rất có thể chính là phương hư tử thấy công tử nhà mình hỏi phong khúc gà con mổ thóc gật đầu nói đúng trấn đông nuôi gà trống nhân gia không nhiều lắm nhưng tại mấy tháng gần đây lục tục bị trộm hình bộ đầu phái người tiến hành ngồi canh gác nhưng vẫn là không hề phát giác trong lúc gà trống liền không có các bộ khoái trong trấn đều buồn muốn chết như vậy xem ra cái kia phương hư tử xác thực không phải cái gì đứng đắn, pháp lực cảnh cao nhân, hiện tại lại không có một nửa linh hồn, hẳn là đã điên rồi, hoặc là đã chết. Nếu như biến thành quái vật theo như lời sư phụ nói, từ tối hôm qua đến bây giờ gần 10 canh giờ trôi qua, sợ là đã sớm bị phát hiện. Trong lòng nghĩ như vậy, Triệu Thần hướng Phong Khúc hỏi: "Ngươi biết sớm nhất ném gà là nhà nào sao?" "Biết, là hậu viện nhà Hoa lão bản Xuân Anh lâu." phong khúc đầu tiên là trả lời một câu nhưng lập tức kịp phản ứng kinh ngạc nói nhị thiếu gia ngài là muốn đi điều tra đạo tặc trộm gà dẫn ta đi xuân anh lâu xem một chút triệu thần trực tiếp phân phó phong khúc lại không nhúc nhích chỉ kỳ quái nhìn về phía thần thiếu gia nhà mình xác định hỏi nhị thiếu gia ngài thật sự muốn đi điều tra án sao có vấn đề gì triệu thần nhíu mày nhận ra giọng nói của phong khúc có chút không đúng xuân anh lâu ở ngay con phố bên cạnh nhưng nơi đó là thanh lâu à nếu phu nhân biết ta dẫn ngại đi loại địa phương đó sợ là muốn đánh chết ta thanh lâu mức sống của cư dân trấn băng tuyền so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn a à, triệu thần chật chật vài tiếng cho dù hắn đối với thế giới này hiểu biết không nhiều lắm nhưng cũng biết loại này nơi ăn chơi tất nhiên mở ở phồn hoa khu vực dù sao no ấm mới có thể tư cái kia nha khó trách băng tuyền xích kim kim loan là hai trấn một xã của xích kim sơn do băng tuyền trấn cầm đầu trong lòng cảm khái một hồi triệu thần cũng từ bỏ ý định đi xuân anh lâu xem một chút hắn sở dĩ ngay từ đầu kiên trì cũng chỉ là vì hướng tiện nghi cha tố cáo mai di nương có thể có một cái cớ đứng vững cho dù muốn bịa đặt cũng phải khảo sát thực địa một phen không phải sao cũng không phải thật sự muốn chính mình đi bắt yêu đạo kia là nghiên cứu sinh chuyên ngành khảo cổ, tuy rằng hắn thích mạo hiểm, nhưng cũng không phải mãn phu. Bất quá, ngay khi triệu thần chuẩn bị tìm lý do khác, trên đường phố bỗng nhiên nổi lên xôn xao, tiếng thét chói tai, tiếng khóc trong lúc nhất thời không dứt bên tai. Triệu thần theo tiếng nhìn lại, tiếp theo liền đối diện với ba con mắt tràn ngập cừu hận. Hết chương này. Chương 10 Cải biến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 thay đổi mấy phút trước, trấn đông, yêu đạo phương hư tử chỗ kia trong trạch viện. người trẻ tuổi họ mai nhìn quái vật to lớn giống như Sài lan trước mắt, nhìn sườn mặt một người trong đó, không khỏi thất thanh kêu lên. tỷ tỷ, tỷ tỷ không phải đi chùa tiểu sơn dân hương sao? sao lại xuất hiện ở chỗ phương hư tử? còn cùng phương hư tử trở thành quái vật? hơn nữa, tỷ tỷ hẳn là không biết yêu đạo kia mới đúng, vẫn luôn là ta ở giữa liên hệ a không? Đây tuyệt đối không phải là tỷ tỷ. Là quái vật, đúng, là quái vật biến thành bộ dáng tỷ tỷ, định lừa gạt ta. Đây có thể là thủ thuật che mắt của yêu đạo phương hư tử. Ta tuyệt không thừa nhận tỷ tỷ sẽ biến thành bộ dáng này. Người trẻ tuổi lúc này trong đầu đã là một đoàn loạn ma, các loại ý niệm đang xen cùng một chỗ, thậm chí đã quên chính mình đang ở hiểm cảnh, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là chạy trốn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không muốn tin tưởng trước mắt chứng kiến sự thật, tại cực lực phủ nhận, mất đi tỷ tỷ cái này khả năng lớn nhất. Nhưng mà, nghe được hắn tiếng kêu sợ hãi, đầu kia thân dài vượt qua 5 mét, đem chính đường nhét được tràn đầy địa quái vật tự hồ cũng bị đánh thức, có phương hư tử khuôn mặt đầu mãnh liệt ngẩng lên, chỉ còn lại một con mắt gắt gao nhìn chầm chầm người trẻ tuổi. Ngay sau đó, khuôn mặt vốn bề ngoài coi như không tệ của hắn trong nháy mắt vặn vẹo, độc nhãn trong nháy mắt liền khoa trương phóng đại hơn 10 lần, cơ hội chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt trên miệng. Đều là ngươi. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi muốn ta thi triển nguyền rủa, ta cũng sẽ không bị pháp thuật cắn trả. Hắn càng nói càng phẫn nộ, dùng bốn chân chống lên thân thể đồng thời, trên lưng một cái sừng dài cũng đột nhiên dựng lên, như lưỡi dao sắc chỉ hướng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bị biến cố này dọa đến một cử động cũng không thể động, đại não trống rỗng, thân thể chỉ còn lại có thâm nhập cốt tủy sợ hãi, một cổ nhiệt lưu từ dưới hán của hắn tuôn ra, dọc theo ống quần chảy về mặt đất. Duy nhất tin tức tốt là bởi vì hắn dựa lưng vào cửa chính đường, tốt xấu gì còn có thể đứng. Ngay tại cự đại xài lan như quái vật vương ra một bên chân trước, muốn tiến lên trực tiếp đem người trẻ tuổi xé nát lúc, nó nửa người khác lại không có phối hợp, tiện đà tới một cái đất bằng ngã, nặng nề ngã trở về mặt đất. Đối mặt này tràn đầy, hỷ cảm, một màn, người trẻ tuổi nhưng không có nửa điểm kinh hỷ bởi vì quái vật kia một cái khác có mai di nương khuôn mặt đầu lúc này cũng rốt cục xoay lại tiểu đệ chạy mau chạy mau chạy mau nhìn khuôn mặt quen thuộc không có nửa điểm huyết sắc kia nghe đối phương ôn nhu như dĩ vãng lại cực kỳ lo lắng người trẻ tuổi họ mai rốt cuộc không thể lừa gạt mình nữa nước mắt của hắn trong nháy mắt từ trong hốc mắt tuôn ra thanh âm khàn khàn lần nữa hôn một tiếng tỉ tỉ chạy mau ta sắp không ngăn được nó rồi. Là. Là Lý Hồ. Báo. Lời còn chưa dứt, nàng liền rốt cuộc duy trì không được lý trí bản thân, bị cảm xúc phẫn nộ triệt để thôn phệ một đôi mắt xinh đẹp cũng như phương hư tử phóng đại nhô lên, chống nước hốc mắt. Lý Lết. Đó là tên của trấn thủ. Là trấn thủ hại tỷ tỷ. Đúng rồi, tất nhiên là tiện nhân Lý thì kia thêm dầu vào lửa, cho nên tỷ tỷ mới muốn ta đi tìm bọn họ báo thù. Không biết tại sao, suy nghĩ của người trẻ tuổi họ mai trước nay chưa từng có rõ ràng, cũng trong nháy mắt này tìm về dũng khí. Hắn nhìn thật sâu tỷ tỷ đã hoàn toàn biến thành quái vật một cái cuối cùng, tiếp theo thừa dịp thân thể đối phương còn không có khôi phục hài hòa khoảng trống, xoay người chạy ra sân. Cùng lúc đó, hai cái đầu quái vật khổng lồ như sài lan cũng đạt thành nhận thức chung, tiện đà đồng loạt dương cổ lên, ngào ô gào thét một tiếng. Sau một tiếng gầm rú này, nó phản phất rốt cục phá vỡ công cùng xiền xích gì đó, trực tiếp phá vỡ vách tường tiến vào sân, cũng phi thân nhảy lên nóc nhà một tòa phòng bên cạnh, tìm kiếm người trẻ tuổi chạy trốn. Rất nhanh, nó liền nhìn thấy mục tiêu của mình chạy vào phụ cận một cái phùng hoa đường phố, dung nhập vào trong đám người. Quái vật tự nhiên không cam lòng để mặc con mồi chạy trốn, vì vậy thả người mà lên, tại từng tòa nhà đỉnh cao lao nhanh nhảy nhót, xông thẳng cái kia đường phố mà đi ven đường dẫm sập không biết bao nhiêu kiến trúc. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng không bị phát hiện, mọi người thấy thế nhất thời đại khủng bố, tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc liên tiếp, nhưng cũng may quái vật này mục tiêu thứ nhất vẫn là cái kia họ mai người trẻ tuổi, ngoại trừ vừa vặn ở vào nó tiến lên kẻ xui xẻo ở bên ngoài, ngược lại không có những người khác bị công kích. Bất quá, ngay khi quái vật sắp đuổi theo người trẻ tuổi đã từ bột nhão biến thành bột nhão kia, lại bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, dừng bước tiếp theo nó đứng ở trên sân thượng xuân anh lâu từ trên cao nhìn xuống triệu thần vừa vặn đi ngang qua cùng tầm mắt của hắn đụng vào nhau ngay sau đó cơn thịnh nộ của con quái vật dường như đã đạt đến đỉnh điểm và hai sừng trên lưng của nó đồng loạt đứng lên nếu không phải ngươi phu nhân lúc trước sẽ không bởi vì sinh nở mà tổn thương thân thể sẽ không qua đời sớm như vậy lại càng sẽ không để cho tiện nhân họ lý kia vào cửa mà ngươi cư nhiên thật sự bị tiểu ân tiểu huệ của tiện nhân kia lung lạc, còn đổi giọng gọi mẹ nó. Ngươi đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Từng tiếng kêu cùng loạn từ trong miệng một cái đầu quái vật truyền ra, tràn ngập cừu hận cùng ác ý. Mà cái đầu kia mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía triệu thần lại càng thêm lạnh như băng, phản phất đối phương là đại cừu nhân bất cộng đái thiên của nó. Đối mặt với một màn bất thình lình này, triệu thần kinh hải không loạn, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp vung chân bỏ chạy. Đầu người phụ nữ kia tuy rằng đã vặn vẹo, nhưng đại thể còn có thể nhìn ra là nguyên chủ cái kia gì mai bộ dáng, mà lời nói của nàng cũng đúng. Mà cái đầu kia, nếu không có gì bất ngờ chính là yêu đạo phương hư tử. Phương hư tử bởi vì nguyền rủa ta một nửa linh hồn đã không còn, mà dì mai tự hồ cũng đối với nguyên chủ tràn ngập oán niệm. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ta thật sự chính là đại cường nhân của bọn họ, hiện tại không chạy giữ lại làm điểm tâm cho bọn họ sao? Hơn nữa nơi này cách kim tiêu võ quán cũng không xa, sư phụ đã từng là pháp lực cảnh giới cao nhân, đối phó như vậy quái vật sẽ không khó. Suy nghĩ trong lúc điện chuyển, đã trở lại võ quán chỗ đường phố triệu thần thấy quái vật kia đuổi sát tới, thậm chí nhảy đến phía trước một tòa phòng ốc trên mái hiên, chính mình dù cố gắng thế nào cũng không có khả năng chạy thoát nó vì vậy hắn lập tức có quyết định bày ra thức khởi động thái ất ngũ hành quyền sau đó khí trầm đang điền hắn giọng dùng hết khí lực toàn thân cao giọng hô hoàng sư phụ cứu mạng bởi vì triệu thần đã có thể nhập tĩnh tuy rằng còn không quá thuần thục nhưng đối với bản thân khống chế cũng vượt qua trước kia cho nên một tiếng kêu cứu này hiệu quả vô cùng tốt phụ cận mấy con phố người đều có thể nghe được bất quá quái thú kia cũng mặc kệ kẻ thù có kêu cứu hay không nó thấy triệu thần dừng lại trên lưng hai cái sừng dài nhất thời ngưng tụ lên hào quang màu đen một đạo pháp thuật liền muốn thành hình nhưng đúng lúc này theo hai tiếng súng vang lên hai đóa huyết hoa lần lượt nở rộ trên hai cái đầu quái vật khiến nó đau đớn kêu thảm thiết mà pháp thuật ngưng tụ trên lưng cũng bị cắt đứt hát quang trong nháy mắt biến mất không thấy ngay sau đó một lão giả thân hình cao lớn một thân chính khí liền cầm trong tay một cây súng trường mang theo lưỡi lê từ trong viện lao ra vừa yểm hộ triệu thần lui về phía sau, vừa kéo chốt súng, chuẩn bị đợt xạ kích tiếp theo. Người nổ súng chính là quán chủ hoàng hiển quân của võ quán Kim Tiêu. Từ hơn trăm năm trước, hỏa súng là vũ khí thông thường bắt đầu thịnh hành trên giang hồ, súng đấu thuật của các trường phái đã sớm là hạng mục tất học của võ giả, võ quán Kim Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà khi Hoàng Hiển quân quán chủ luận võ với Hoàng Sam súng sĩ, sợ dĩ không sử dụng hỏa súng thứ nhất là bởi vì võ công của hắn đại khai đại hợp, phối hợp với hỏa súng không tốt, đối phó với người bình thường còn tốt, nhưng đối phó với cổ chính minh lấy, súng sĩ, làm biệt danh thì có chút ý vị lấy sở đoạn của mình đối địch sở trường. Thứ hai, hoàng quán chủ đối với pháp thuật, kim tiêu của hắn rất có tự tin, cảm thấy không dùng hỏa súng cũng có thể chế thắng. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới hoàng sam súng sĩ chẳng những đã tu thành chân khí, còn luyện được nhãn khiếu. Thấy sư phụ cầm súng đến, Triệu Thần thở phào nhẹ nhõm, còn nhắc nhở Hoàng Hiển Quân: "Sư phụ, quái vật này hình như không biết đi, chỉ có thể nhảy nhót." Đây là kết quả hắn vừa chạy trốn vừa quan sát được. Là một sinh viên khoa khảo cổ từng trầm mê trong loạt phim trộm mộ, hắn từng vô số lần ảo tưởng khi mình gặp phải nguy hiểm nên chính xác chuyển vào như thế nào. Mà khi nguy cơ chính thức giáng lâm, những thứ này cư nhiên thật sự dùng tới. Thẳng đến lúc này, triệu thần mới phát hiện chính mình tại đối mặt đáng sợ như vậy quái vật lúc vậy mà không có bao nhiêu sợ hãi cảm xúc ngược lại tại tỉnh táo ứng đối ngoài trong đầu tất cả đều là hưng phấn cùng kích động đây có phải là một nửa sự thay đổi mà một doanh nhân du lịch mang lại cho tôi doanh nhân luôn giữ bình tĩnh để tính toán được và mất trong lòng triệu thần nổi lên một tia hiểu ra hết chương này